Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 139. Ba thần sáu người đứng ở Tu La Tổ Điện bên ngoài, kinh hãi nhìn chằm chằm phía trước, mấy người nhìn nhau không nói gì, nhưng nội tâm sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Ở bọn hắn cách đó không xa, đứng ở một đường hắc bào thân ảnh, một mặt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể có ai đây? Tiêu Phàm bỏ ra mấy cái canh giờ thời gian, rốt cục đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ. So với tu luyện Tu La Cửu Biến, Tiêu Phàm phát hiện, bản thân đột phá một cái tiểu cảnh giới, đối thực lực gia tăng ngược lại có thể bỏ qua không tính, chỉ có thần lực tăng không ít mà thôi. Bất quá ngẫm lại hắn cũng bình thường trở lại, nếu là mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, vậy cũng quá yêu nghiệt. Đột phá thần vương cảnh, muốn vượt giai chiến đấu đã là 10 phần khó khăn sự tình, mà bây giờ hắn chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ, liền dám cùng đại đế tiền kỳ giao phong, cái này đã đủ để chứng minh hắn nghịch thiên thiên phú. Đương nhiên, Tu La Cửu Biến cố nhiên có thể vượt giai chiến đấu, nhưng cũng có rất lớn di chứng, kia chính là đối thần lực tiêu hao cực kỳ đáng sợ. Cho dù là Tiêu Phàm, nắm giữ rộng lớn như biển thần lực, thì triển Tu La Cửu Biến đệ tam biến, cũng nhiều nhất kiên trì một canh giờ mà thôi. Cũng may hiện tại Tiêu Phàm, coi như không thi triển Tu La Cửu Biến, hắn thực lực cũng đầy đủ nghiền ép thần vương cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, hắn sát lục pháp tắc, cũng tùy thời khả năng lĩnh ngộ đệ tứ trọng ảo diệu, đến lúc đó dung hợp bốn loại pháp tắc ảo diệu, liền sẽ nắm giữ tự thân riêng biệt pháp tắc lĩnh vực, thực lực tất nhiên lại sẽ gấp bội gia tăng. Làm sao, lúc này mới bao lâu không gặp, đều không quen biết ta. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm nhìn xem ba thần mấy người nói. Ngươi tu luyện ra Tu La đệ tam biến. Ba thần run rẩy mở miệng nói, giờ khắc này, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, cùng phía trước lại có chỗ khác biệt. Các ngươi cũng biết rõ Tu La cửu biến. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, tựa như bản thân bí mật bị người phát hiện một dạng. Này cũng không phải bí mật gì, Tu La cửu biến, chính là Tu La tộc đời thứ nhất tộc trưởng sáng tạo. Chỉ có Tu La tử có thể tu luyện, người có thể tiến vào Tu La tổ điện, muốn đến cũng đã gặp qua chủ nhân. Liệt Thiên Thần nghĩ ngữ khí vẫn như cũ không phải rất tốt. A, Tiêu Phàm lúc này mới thở dài một hơi, trong mắt lộ ra một vòng ác liệt. Tất nhiên ba thần bọn họ biết rõ, kia thái cổ thần giới biết rõ Tu La cửu biến người đoán chừng cũng không phải số ít, ngược lại cũng không tính là bí mật gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Phàm thân phận bại lộ. Nếu không, không có ai biết hắn tu luyện Tu La cửu biến. Ba thần bái kiến chủ nhân, cảm nhận được Tiêu Phàm lăng lệ ánh mắt, ba thần hít sâu một cái, đột nhiên quỳ một chân trên đất nói. Tinh Vân bái kiến chủ nhân, Thạch Hoàng bái kiến chủ nhân, Liệt Thiên bái kiến chủ nhân. Mấy người khác cũng nhao nhao quỳ xuống, cho dù là Liệt Thiên thần nghĩ, mặc dù không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng không dám nghịch lại Tiêu Phàm. Bọn họ rất rõ ràng. Tiêu Phàm chiếm được bọn họ chủ nhân tán thành, cũng đã có thể tùy tiện nắm trong tay bọn họ sinh tử, muốn sống sót, đều phải nhìn Tiêu Phàm sắc mặt. Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người quỳ xuống, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, thu hồi kia lăng lệ ánh mắt. Các ngươi rời đi giới này đều là đại đế cảnh. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm lúc này mới mở miệng nói. Vâng, mấy người gật gật đầu, ba thần lại nói, giới này quy tắc áp chế chúng ta lực lượng, nếu là rời đi. Có thể khôi phục đại đế cảnh tu vi. Giới này tại sao có thể áp chế các ngươi thực lực? Tiêu Phàm trong lòng có chút hiếu kỳ, lập tức chuyển hướng sau lưng, đưa tay vung lên, Tu La tổ điện bỗng nhiên biến mất. Lần nữa xuất hiện, đã là ở trong Tiêu Phàm thiên địa bên trong. Hơn một năm thời gian, Tiêu Phàm không phải vẻn vẹn tu luyện Tu La cửu biến cùng lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, cũng luyện hóa Tu La tổ điện, thậm chí có thể điều khiển một giới này. Bất quá Tiêu Phàm đối với cái này giới vẫn như cũ không phải 10 phần hiểu rõ, muốn đến ba thần bọn họ hẳn là tương đối rõ ràng. Giới này, chính là Tu La tổ giới tàn phá một góc, bất luận kẻ nào đều sẽ bị áp chế. Ba thần giải thích nói, ngữ khí 10 phần ngưng trọng. Tu La tổ giới, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Ba thần gật gật đầu, tiếp tục nói Tu La tổ giới, đản sinh ở hoang cổ thời kỳ. Truyền văn chính là Tu La Chi Tổ thế giới, hoang cổ thời kỳ cuối, phát sinh một chút sự tình, Tu La Chi Tổ vẫn lạc,
tu la tổ giới cũng phá toái không chịu nổi, nơi này, chính là tu la tổ giới một phiến tàn phá không gian mà thôi. Tu la chi tổ, Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, hắn không nghĩ đến, này bách sát tháp nội bộ, dĩ nhiên còn có dạng này bí mật. Không chờ lấy lại tinh thần, ba thần lại nói, về sau, chủ nhân trở thành tu la tộc trưởng, liền đem giới này luyện hóa thành tuyệt thế hung binh sát lục huyết tháp cùng sở hữu 18 tầng, xưng là thập bát tầng luyện ngục. Thập bát tầng luyện ngục, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra cổ quái, lại nói, không đúng, sát lục huyết tháp không phải có 100 tầng sao. Chủ nhân rời đi thời khắc, đem sát lục huyết tháp phân chia ra 100 tầng không gian, trấn áp lấy vô số dị ma, cho nhân tộc tu sĩ lịch luyện, nên mới có thể có 100 tầng. Ba thần vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, không có Tiêu Phàm cho phép, cũng không có đứng dậy. Dừng một chút, ba thần lại nói, bất quá, hiện tại tu la tổ giới, lại biến thành bộ dáng ban đầu, chỉ có 1 tầng. Chỉ có 1 tầng, Tiêu Phàm trực tiếp kêu đi ra, vậy cái khác tiến vào sát lục huyết tháp người đâu? Từ lúc hơn 1 năm trước, sát lục huyết tháp không gian dung hợp, những người khác cũng đã rời đi. Ba thần chi tiết nói ra. Rời đi, Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, hắn thế mới biết, bản thân dĩ nhiên không cẩn thận liền ở trong tu la tổ điện ngây người hơn 1 năm thời gian. Nếu như những người khác rời đi, kia tu la điện tu sĩ đây. Bách sát chiến trường kết thúc, vạn la đế vực đám cổ vực cùng đế vực, lại há sẽ bỏ qua thiên vũ vực. Đều đứng lên đi, Tiêu Phàm hít sâu một cái, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại. Tạ chủ nhân, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, ba thần mấy người trong lòng giật mình, mặc dù đứng dậy, nhưng vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Các ngươi cũng không muốn gọi ta chủ nhân, gọi ta công tử a. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói ta biết rõ các ngươi muốn khôi phục tự do, ta có thể đáp ứng các ngươi. Mấy người nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá, ta hiện tại cần các ngươi hỗ trợ, ta có thể hướng các ngươi hứa hẹn, chờ ta đột phá đại đế cảnh, liền trả lại cho các ngươi tự do, nhưng là... Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, ngữ khí rất lạnh, trước đó, ta không yêu thích người nào cho ta chơi ngáng chân. Là, công tử, mấy người nơi nào sẽ cự tuyệt Tiêu Phàm lời nói. Lấy Tiêu Phàm thiên phú, đột phá đại đế cảnh, đoán chừng chỉ là sớm muộn sự tình, coi như hiện tại bị Tiêu Phàm áp bách lại tính là gì đây. Cho dù liệt thiên thần nghĩ, cũng khó che đậy nội tâm vui vẻ, chủ động mở miệng nói, công tử cần chúng ta làm cái gì. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết rõ. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, những người khác đợi ở tu la tổ giới, ba thần, ngươi theo ta ra ngoài. Cũng không đợi mấy người kịp phản ứng, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, liền cùng ba thần biến mất ở nguyên chỗ. Tiêu Phàm cùng ba thần lần nữa xuất hiện, đã là ở ngoại giới hố to trung ương, về phần tu la tổ giới, đã bị Tiêu Phàm luyện hóa, thu vào thể nội. Nhìn xem trước mắt hố to, Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hơn 1 năm thời gian, hắn không biết tu la điện cùng thiên vũ vực phải chăng còn bình yên vô sự, trong lòng của hắn sốt ruột như lửa đốt. Công tử, chúng ta đi đâu? Ba thần tham lam hít sâu mấy khẩu khí. Hơn 100 vạn năm, rốt cục rời đi tu la tổ giới, hắn đã từng không biết bao nhiêu lần nghĩ đến rời đi nơi đó, hiện tại hắn nội tâm 10 phần hưng phấn. Mang ta đi thánh nguyên bộ lạc, Tiêu Phàm chỉ một cái phương hướng nói. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi bách sát chiến trường. Bất quá trước đó, hắn nhất định phải mang lên những cái kia thần Hattori rơi, bởi vì hắn cũng không biết bản thân sắp đối mặt cái gì, tự nhiên là người càng nhiều càng tốt. Ba thần đưa tay vung lên, mang theo Tiêu Phàm liền hướng về chân trời lao đi, tốc độ sắp tới cực hạn. Ba thần, người hiện tại tu vi gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Đại đế tiền kỳ, ba thần chi tiết nói ra. Ở tu la tổ giới áp chế quá lâu, muốn khôi phục đỉnh phong tu vi, đoán chừng còn muốn một chút thời gian. Tiêu Phàm gật gật đầu, ba thần bọn họ thế nhưng là bị áp chế hơn 100 vạn năm a, rời đi tu la tổ giới có thể lập tức khôi phục đại đế tiền kỳ, cũng đã 10 phần không sai. Năm đó Bạch Ma trấn áp mấy chục vạn năm, liền từ đại đế cảnh rơi vào cổ thần cảnh, so với Bạch Ma, ba thần bọn họ xem như vận khí tốt. Người đỉnh phong thời kỳ là tu vi gì? Tiêu Phàm hiếu kỳ hỏi. Ngoại trừ liệt thiên bên ngoài, chúng ta những người khác đều là đại đế hậu kỳ. Ba thần hồi đáp, trong mắt có một tia ngạo nhiên. Đại đế hậu kỳ, hắn quả thật có tự ngạo vốn liếng.
Bất quá Tiêu Phàm lại không có quan tâm, híp hai mắt nói, ta nhớ kỹ Liệt Thiên Thần Nghĩ so các ngươi thực lực đều mạnh hơn a, chẳng lẽ hắn là đại đế đỉnh phong? Vâng, ba thần gật gật đầu, trong mắt đối đại đế đỉnh phong cũng tràn đầy hướng tới. Tiêu Phàm hơi hơi ngưng tụ, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, đại đế đỉnh phong a, căn cứ hắn hiểu rõ, cho dù Vạn La đế vực cường đại nhất người, có vẻ như cũng chỉ có đại đế đỉnh phong tu vi a. Liệt Thiên Thần Nghĩ đỉnh phong thời kỳ, dĩ nhiên có thể so với đế vực cường đại nhất tồn tại. Đáng tiếc, Liệt Thiên Thần Nghĩ bọn họ đều bị áp chế hơn trăm vạn năm, bây giờ có thể phát huy thực lực, đoán chừng không đến 1%. Khôi phục đỉnh phong cần bao lâu? Tiêu Phàm lại hỏi nói, hắn mí mắt nhảy có chút lợi hại, trong lòng luôn có một loại bất an. Khôi phục đỉnh phong, đoán chừng muốn 1 năm thời gian. Ba thần suy nghĩ một chút nói. 1 năm quá dài, một tháng, cần phải khôi phục đỉnh phong tu vi, cần cái gì, ta đều cung cấp cho ngươi. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Đại đế cảnh tiền kỳ, muốn cùng các đại đế vực cùng cổ vực va chạm, có thể còn thiếu rất nhiều. Ta toàn lực ứng phó, ba thần cắn răng nói. Lại nhanh một chút, Tiêu Phàm gật gật đầu, hít sâu một cái nói, hắn hiện tại nhất định phải giành giật từng giây. Ba thần nào dám do dự. Tốc độ lần nữa tăng tốc, cơ hồ đạt đến cực tốc, nhưng là bỏ ra nửa ngày thời gian mới chạy tới Thánh Nguyên bộ lạc bên ngoài. Hùng Lân, đi ra, người chưa đến, Tiêu Phàm một tiếng hét lớn vang vọng thiên khung. Người nào, tự tiện xông vào Thánh Nguyên bộ lạc, đáng chém, dám gọi thẳng lão tổ tên, tìm chết sao? Từng tiếng quát lớn từ Thánh Nguyên thành bên trong truyền ra, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức xông thẳng chân trời, hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà đi. Thánh Nguyên bộ lạc ở thần ma kiếp địa thế nhưng là cực kỳ gần phía trước thế lực, Hùng Lân xuất hiện, càng làm cho Thánh Nguyên bộ lạc đỉnh tiêm thực lực bạo tăng, cơ hồ có thể ở thần ma kiếp địa đi ngang. Nhưng hiện tại, dĩ nhiên có người dám can đảm ở Thánh Nguyên bộ lạc mạnh mẽ đâm tới, thượng cổ bạo hùng nhất tộc tu sĩ tự nhiên nổi giận. Đều cho lão tử cút ngay, mắt thấy đám người sắp đối Tiêu Phàm động thủ thời khắc, một tiếng hét lớn truyền đến, đám người tựa như nháy mắt lâm vào bùn trạch đồng dạng. Không thể động đậy. Bất quá, đám người lại không có kinh khủng, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng, thậm chí đôi mắt bên trong tràn đầy sùng bái ý. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, ở bọn hắn trước người, lăng không xuất hiện một cái khôi ngô nam tử, ngoại trừ Hùng Lân còn có thể có ai đây? Công tử, ngài, thật còn sống, Hùng Lân kinh ngạc nhìn xem đối diện Tiêu Phàm, trong mắt đều kém chút chừng đi ra, lập tức lại nhìn về phía ba thần, kinh hãi nói, ngươi là kia tiểu ba xà. Làm sao, ngươi ước gì ta chết sao? Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, nói tốt, ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, ngươi thay ta thả câu nói ra ngoài, muốn rời đi thần ma kiếp địa bộ lạc, 3 ngày về sau nơi này tập hợp. Quá hạn không đợi, đúng rồi, ta cần là tuyệt đối trung thành, nếu không thì không phải tới. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Công tử, ngươi, Hùng Lân trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mới vừa muốn mở miệng, có thể nhìn thấy Tiêu Phàm băng lãnh thần sắc lúc, vội vàng đóng chặt miệng, trịnh trọng gật gật đầu nói, là, công tử. Thoại âm rơi xuống, Hùng Lân liền đưa tới thượng cổ bạo hùng nhất tộc mấy vị trưởng lão, mang theo Tiêu Phàm lời nói hướng mặt khác hơn 20 cái bộ lạc tiến đến. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế, Hùng Lân cũng là kinh hãi không thôi, hắn mặc dù có thể nhìn ra Tiêu Phàm chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ tu vi. Nhưng ngay cả hắn đều cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức. Hắn không biết Tiêu Phàm tiến vào Bách Sát Tháp sau xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rõ, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải lần trước nhìn thấy yếu như vậy. Một ngày sau đó, Tiêu Phàm lời nói liền truyền khắp thần ma kiếp địa 28 thế lực, rất nhiều người tựa như nghe được buồn cười nhất cười nhạo đồng dạng, đối Tiêu Phàm lời nói khịt mũi coi thường. Tuyệt đối trung thành, một cái liền danh tự đều không nghe nói qua người. Cũng muốn để cho chúng ta Vân Long bộ lạc thần phục, thực sự là cười nhạo. Người Thánh Nguyên bộ lạc không có cốt khí cũng liền bình thường, cũng đừng kéo lên chúng ta mặt khác bộ lạc. Để cho chúng ta bộ lạc thần phục một cái thần vương cảnh tiểu tử, liền có thể rời đi giới này. Đừng khôi hài, cho dù chết, chúng ta cũng thà rằng vĩnh viễn lưu ở thần ma kiếp địa. Các loại châm chọc lời nói ở thần ma kiếp địa chúng đại thế lực bên trong vang lên. Có ít người càng là kém chút đối Thánh Nguyên bộ lạc truyền tin người ra tay đánh nhau. Các ngươi sẽ hối hận. Thánh Nguyên bộ lạc truyền tin trưởng lão hừ lạnh một tiếng,
quét phía dưới bộ lạc một cái, liền đạp không mà đi, tin tức cũng đã đưa đến, mặt khác hắn liền không có tất yếu quản. Ba ngày thời gian chớp mắt liền qua, Tiêu Phàm đứng ở Thánh Nguyên Thành một phiến quảng trường đài cao phía trên, nhìn xem phía dưới biển người, hơi hơi nhíu mày. Nhưng hắn ngoài ý muốn là, dĩ nhiên chỉ có bốn đại thế lực nghe hỏi chạy đến, phải biết, tiến vào Bách Sát Tháp trước đó, hắn thế nhưng là cùng bảy đại thế lực đạt thành hiệp nghị a. Bất quá lúc ấy hiệp nghị là lẫn nhau hợp tác, mà không phải thần phục, nên có ba đại thế lực cũng không có chạy đến Thánh Nguyên Thành. Nguyên bản này bốn đại thế lực cũng có chút chần chờ, bất quá, làm bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm bên người Hùng Lân cùng ba thần lúc, toàn bộ đều trầm mặc. Đây chính là hai đại đại đế cảnh cường giả a, cho dù quét ngang thần ma kiếp địa cũng không nói chơi. Các vị có thể tới, ta an ủi, các ngươi nếu là nguyện ý gia nhập Tu La Điện, ta cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tiêu Phàm mở miệng, nhàn nhạt nhìn xem phía dưới bốn đại chủng tộc nói. Nói đến nơi này, cái kia sắc bén con ngươi quét qua phía dưới đoàn người, nói, hiện tại, các ngươi còn có thất hứa cơ hội, không nguyện ý thần phục, tự động rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám người một trận trầm mặc, bọn họ các đại thế lực, có thể đều là có thần vương cảnh cường giả tối đỉnh tọa chân a, người nào nguyện ý thần phục một cái thần vương cảnh tu sĩ đây? Bất quá, bọn họ càng hy vọng là có thể rời đi giới này, bởi vì chỉ có rời đi, mới có thể sinh ra đại đế cảnh cường giả. 28 đại thế lực, mấy chục hơn trăm vạn năm qua, đều chưa bao giờ xuất hiện qua đại đế cảnh cường giả, khiến cho bọn họ tộc đàn càng ngày càng suy sụp. Từ Tiêu Phàm trên người, bọn họ thấy được hy vọng, hơn nữa, liền Hùng Lân cái này đại đế cảnh cường giả đều thần phục, bọn họ những cái này thần vương cảnh thần phục lại tính được cái gì đâu. Hỏa ma lĩnh hỏa ma, bái kiến. Hỏa ma lĩnh lĩnh chủ hỏa ma đột nhiên quỳ một chân xuống đất, chỉ là hắn lại không biết xưng hô như thế nào Tiêu Phàm. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi, ta chính là Tu La Điện điện chủ, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tiêu Phàm, đám người một trận kinh nghi, ngươi không phải gọi Kiếm Hồng Trần a, làm sao đột nhiên lại đổi tên. Hỏa ma ngược lại là không thèm để ý, khác không nói, Tiêu Phàm thế nhưng là hắn nữ nhi Hỏa Ngân Nhi sư tôn, kẻ khác đều có thể không duy trì Tiêu Phàm, gia nhập Tu La Điện, nhưng là hắn, tuyệt đối sẽ duy trì. Nghĩ tới cái này, hỏa ma nhẹ nhàng cười một tiếng, trịnh trọng bái nói, hỏa ma, xuất hỏa ma lĩnh. Bái kiến điện chủ. Bái kiến điện chủ, theo lấy hỏa ma quỳ xuống, hỏa ma lĩnh vô số tu sĩ cũng toàn bộ đều quỳ xuống, cung kính hướng về Tiêu Phàm một xá. Trong bọn họ cũng có rất nhiều người biết rõ Tiêu Phàm cùng hỏa ma lĩnh quan hệ, coi như hỏa ma lĩnh không gia nhập Tu La Điện, bọn họ bái Tiêu Phàm cũng không tính là gì. Huống chi, hiện tại liền bọn họ lĩnh chủ hỏa ma đều bái xuống đây. Hỏa lĩnh chủ, đứng lên, Tiêu Phàm mỉm cười. Hai tay chống không xuất hiện một cái, bỗng, một cỗ đại lực tác dụng ở hỏa ma trên người, mặc cho hỏa ma cỡ nào dùng sức, cũng rốt cuộc quỳ không xuống mảy may. Hỏa ma trong lòng mãnh kinh, hắn thế nhưng là thần vương cảnh đỉnh phong a, có thể vừa mới ở trước mặt Tiêu Phàm, lại bị áp chế ở hạ phong. Bây giờ Tiêu Phàm, chẳng phải là so thần vương cảnh đỉnh phong còn muốn cường đại. Chẳng lẽ có thể so với đại đế sao? Long sư bộ lạc tộc trưởng Long Viêm. Xuất Long sư bộ lạc, bái kiến điện chủ. Một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, mở miệng lại là một cái khôi ngô nam tử trung niên. Nam tử trung niên một bộ kim sắc trường bào, phía trên thêu lên mấy đầu sinh động như thật kim long, đỉnh đầu càng là mọc ra một đôi sừng thú, có thể bộ mặt lại tựa như sư tử, nhìn qua cùng người vẫn có rất lớn khác biệt. Theo lấy nam tử trung niên Long Viêm quỳ xuống, Long sư bộ lạc người cũng nhao nhao quỳ sát xuống dưới. Đồng thời, một đạo khác thanh âm cũng vang lên, ám ảnh bộ lạc tộc trưởng Minh Linh, xuất lĩnh ám ảnh bộ lạc toàn viên, bái kiến điện chủ. Mở miệng nói chuyện là một cái hắc bào gầy gò nam tử toàn thân khỏa ở trong hắc bào, nhìn không rõ khuôn mặt, nếu như không phải thật sự thực nhìn thấy người này tồn tại, tuyệt đối sẽ coi là áo khoác này phía dưới không có vật gì. Một khắc sau, ám ảnh bộ lạc tất cả mọi người cũng toàn bộ đều quỳ sát xuống dưới. Hai vị tộc trưởng đứng lên, các vị đứng lên, Tiêu Phàm mỉm cười, hai cỗ đại lực đỡ dậy hai đại tộc trưởng. Hai đại tộc trưởng nhìn nhau một cái, đáy mắt chỗ sâu đều lóe qua một vòng kinh ngạc. Tất nhiên các vị thành tâm gia nhập Tu La Điện, như vậy,
Tiêu Mỗ cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tiêu Phàm tiếp tục nói ra, đột nhiên hắn lấy ra một cái hộp, từ bên trong xuất ra 4 mai ngọc phù. Ngay sau đó, Tiêu Phàm đầu ngón tay bước ra mấy giọt tinh huyết, sau đó bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, theo lấy tinh huyết xông vào ngọc phù. Phanh 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 phanh, 4 tiếng nổ vang, 4 mai ngọc phù phá toái, hóa thành từng đạo lưu quang gào thét mà ra, chiếu xuống quảng trường mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, chui vào vô số tu sĩ thể nội. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một cỗ cuồng bạo khí thế từ quảng trường phía trên truyền ra, 4 đại thế lực tu sĩ toàn bộ đều lộ ra kinh hãi. Ta cảm giác ta thể nội gông cùm xiềng xích bị phá vỡ. Ta cũng vậy, hơn nữa ta còn cảm nhận được cường đại huyết mạch chi lực. Huyết mạch chớ chú phá, ta đột phá. Các loại sửng sốt và kích động thanh âm liên tiếp, có ít người càng là trực tiếp ngay tại chỗ đột phá, trong mắt đều là vẻ kích động. Huyết mạch phong ấn, một mực hạn chế bọn họ tiềm lực, bây giờ phá vỡ, đợi một thời gian, 4 đại thế lực thực lực chắc chắn đằng phi, đi đến 100 vạn năm qua đều xa không thể chạm tầng thứ. Huyết mạch phong ấn giải khai, hắn là làm sao làm được, âm thầm. Một chút tu sĩ kinh ngạc nhìn xem Thánh Nguyên Thành phương hướng, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn họ các đại thế lực mặc dù không muốn thần phục, nhưng là âm thầm phái không ít người tới đây, chờ lấy nhìn Tiêu Phàm cười nhạo. Nhưng sự tình hoàn toàn vượt quá bọn họ dự kiến, Tiêu Phàm dĩ nhiên thật có thể giải trừ bọn họ huyết mạch phong ấn. Đi, nhanh trở về bẩm báo tộc trưởng, bọn họ thật có thể rời đi thần ma kiếp địa, tộc trưởng cùng các vị trưởng lão một lần này sai lầm. Đám người lấy lại tinh thần, mà cho sướng nhanh hướng về riêng phần mình bộ lạc bay đi, đây chính là duy nhất có thể thần ma kiếp địa cơ hội a, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Quảng trường phía trên, thật lâu mới bình tĩnh trở lại, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều bất đồng. Tạ công tử, Hùng Lân thật sâu đối Tiêu Phàm một xá. Tạ điện chủ, Hỏa Ma lĩnh, Ám Ảnh bộ lạc, Long Sư bộ lạc ba đại bộ lạc tộc trưởng cũng kinh hỉ bái nói. Tiêu Phàm theo lý thường đương nhiên chịu đựng một lễ này, nói tốt, là thời điểm rời đi, các ngươi còn có hay không cái gì muốn chuẩn bị? Không có, mấy người vội vàng lắc lắc đầu, nói đùa cái gì, thật vất vả có thể rời đi, làm sao có thể bỏ lỡ đây? Bọn họ tới nơi này, tự nhiên đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị. Tất nhiên như thế, ba thần cùng Hùng Lân lưu lại, những người khác toàn bộ đều tiến vào ta không gian bí cảnh, ta mang các ngươi rời đi. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một cái to lớn hắc sắc vòng xoáy xuất hiện. Đám người nhìn thấy hắc sắc vòng xoáy, trong lòng 10 phần kiêng kỵ, còn có một tia hoài nghi. Thánh Nguyên bộ lạc, đi vào. Hùng Lân nhìn thấy, trực tiếp ra lệnh. Thoại âm rơi xuống, Thánh Nguyên bộ lạc người trực tiếp xông vào hắc sắc vòng xoáy. Tiêu Phàm có lẽ sẽ hại bọn họ, nhưng bọn hắn lão tổ chắc chắn sẽ không hại bọn họ. Hỏa Ma bộ lạc, theo ta đi. Hỏa Ma cũng ra lệnh một tiếng, hắn không có lý do gì hoài nghi Tiêu Phàm. Long Sư bộ lạc, Ám Ảnh bộ lạc, Long Viêm cùng Minh Linh cũng lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, dù sao, Tiêu Phàm nếu là muốn giết bọn họ, căn bản không cần như thế đại phí khổ tâm. Mấy cái canh giờ sau đó, quảng trường trên không không một người, 4 đại bộ lạc mấy trăm vạn tu sĩ toàn bộ đều tiến nhập tu la tổ giới. Ba thần, Hùng Lân, chúng ta đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, ngưng nhìn qua chân trời nói. Cũng liền ở Tiêu Phàm bọn họ biến mất sau đó không lâu, từng đạo lưu quang từ tứ phía bát phương bay vụt mà tới, rơi ở trên quảng trường. Người đâu, đám người nhìn thấy không có một ai quảng trường, còn tưởng rằng tự mình tiến tới sai địa phương. Tộc trưởng, bọn họ đi, toàn bộ đều rời đi giới này. Lúc này, giấu ở Thánh Nguyên Thành chung quanh một chút tu sĩ xuất hiện ở, kém chút khóc kêu đi ra. Đi, các đại bộ lạc tộc trưởng nháy mắt ngốc trệ ở nguyên chỗ, trong lòng hối hận đến cực điểm. Nhiều cơ hội tốt, bản thân cứ như vậy bỏ qua, chẳng lẽ bản thân tộc nhân còn phải đợi 100 vạn năm sao? Làm Tiêu Phàm nhanh chóng hướng Thái Cổ Thần Giới tới thời điểm, Thiên Vũ vực giờ phút này lại phát sinh một kiện kinh thiên đại sự. Vài tháng phía trước, thí thần đám người thành công mang theo Tu La Điện đám người trở lại Thiên Vũ vực, nguyên bản coi là tránh thoát một kiếp. Đám người trong lòng kích động không hiểu. Nhưng mà, làm đám người chuẩn bị lẳng lặng chờ Tiêu Phàm trở về thời khắc, một trận sát kiếp lặng yên đến. Vạn La Đế vực, Đại Hoang Đế vực, Huyền Nguyệt cổ vực, Thương Vân cổ vực, Thái Võ cổ vực,
Tử Dương cổ vực 12 đại thế lực cường giả đem Thiên Vũ vực vây quanh ở trung ương, bắt đầu một trận huyết tinh đại đổ sát. Trong đó, chỉ là đế vực liền có 4 cái, theo thứ tự là Vạn La đế vực, Đại Hoang đế vực, Minh Viêm đế vực cùng Phong Lôi đế vực, hơn nữa đều là đại đế cảnh cường giả dẫn đội. Mặt khác bát đại cổ vực, cũng là thần vương cảnh cường giả tối đỉnh dẫn đội, những cường giả khác vô số. Dạng này đội hình, đừng nói hủy diệt một cái không có ý nghĩa Thiên Vũ vực, cho dù là hủy diệt một cái cổ vực, cũng là dễ như trở bàn tay. Thậm chí đế vực, cũng phải đau đầu một phen. Đi qua 2 tháng đổ sát, Thiên Vũ vực bị một trận huyết thanh tẩy. Thiên Vũ vực mấy trăm vạn dặm chu vi, thây nằm ước vạn, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, sinh linh đổ thán. Yếu đến phổ thông phàm nhân, mạnh đến cổ thần cảnh, cơ hồ không một người sống, đơn giản liền là cực kỳ tàn ác. Dòng dã 2 tháng, Thiên Vũ vực tu sĩ cơ hồ 9 thành 9 đều bị hủy diệt, Thiên Vũ vực cũng cơ hồ triệt để trở thành một phiến phế tích, thiên không đều biến thành một phiến máu nhuộm sắc thái. Thậm chí ngay cả không khí đều tràn đầy huyết tinh, 10 phần kiềm chế, cho người không thở nổi. Thiên Vũ vực bây giờ duy nhất chưa từng bị phá hư địa phương, cũng chỉ còn lại Thiên Võ Thần Sơn. Cũng không phải 12 đại thế lực lựa chọn buông tha Thiên Võ Thần Sơn, mà là làm 12 đại thế lực vây công Thiên Võ Thần Sơn thời khắc, Thiên Võ Thần Sơn lục gia đột nhiên bộc phát ra đáng sợ nội tình, dĩ nhiên đã thương 2 đại đại đế cường giả. Một cái này kết quả, hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Phải biết, Thiên Vũ vực ở Vạn La đế vực phụ thuộc 100 đế vực, cũng là bài danh rất dựa vào sau, có thể Thiên Võ Thần Sơn, dĩ nhiên nắm giữ trọng thương đại đế cảnh cường giả lực lượng. Nói ra ai cũng không tin, nhưng việc này lại chân thực phát sinh. Cái này cũng đưa đến 12 đại thế lực đình chỉ vây quét Thiên Võ Thần Sơn, mặt khác còn sống tu sĩ, cũng cơ hồ không muốn sống đồng dạng hướng Thiên Võ Thần Sơn chạy trốn. Quỷ dị nhất là, lục gia dĩ nhiên không có xua đuổi người đào vong, ngược lại làm cho tất cả mọi người đều tiến vào Thiên Võ Thần Sơn tị nạn. Đình chiến 1 tháng, Thiên Võ Thần Sơn cũng đã kín người hết chỗ. Thậm chí ngay cả thí thần cùng bạch ma đám người, cũng đã trốn vào Thiên Võ Thần Sơn tị nạn. Cũng không phải bọn họ không muốn rời đi, mà là căn bản không thể rời đi, 12 đại địa vực mặc dù tạm thời đình chỉ chiến đấu, có thể căn bản không hề từ bỏ hủy diệt Thiên Vũ vực. 12 đại địa vực liên thủ ở Thiên Vũ vực bên ngoài bố trí mấy cái trận pháp, tiến hành thảm thức. Mỗi một cái trận pháp đều cực kỳ cường đại, cho dù lấy bạch ma ở trận pháp phía trên tạo nghệ, cũng vô pháp thời gian ngắn phá vỡ trận pháp. Bất đắc dĩ phía dưới, thí thần, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng bạch ma đám người, đành phải ngụy trang bản thân, tùy tùng người đào vong tiến nhập Thiên Võ Thần Sơn. Giờ phút này, Tử Vũ Phong, thí thần, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng bạch ma đám người tụ tập ở một gian tiểu viện, căn này tiểu viện, là mấy người dùng thực lực tranh thủ được. 1 tháng, trốn hướng Thiên Võ Thần Sơn người càng ngày càng nhiều, 12 đại thế lực lâu như vậy đều không động thủ, thật chẳng lẽ từ bỏ hủy diệt Thiên Võ Thần Sơn? Hay là nói, bọn họ bị lục gia dọa cho sợ rồi? Thí thần ngắm nhìn nơi xa lít nha lít nhít bóng người, một trận cảm thán. Ta cũng không nghĩ đến lục gia sẽ mạnh như vậy, thậm chí ngay cả đại đế cảnh đều có thể trọng thương, bất quá, dạng này thực lực, muốn cùng các đại đế vực địch nổi, đoán chừng vẫn là còn thiếu rất nhiều, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nam Cung Tiêu Tiêu thở dài một hơi. Không, này còn không phải lục gia cường đại nhất át chủ bài. Quân Nhược Hoan đột nhiên thần sắc ngưng trọng nói. Làm sao có thể, đám người kinh ngạc không thôi. Phải biết. Lục gia trước kia cường đại nhất cũng chỉ là một cái thần vương cảnh trung kỳ A, bây giờ lại xuất hiện 2 tôn đại đế, này còn không phải lục gia cường đại nhất át chủ bài. Bất quá, mấy người kinh ngạc về kinh ngạc, bọn họ biết rõ, Quân Nhược Hoan sẽ không nói đùa. Trước kia ta cũng chỉ cho rằng lục gia rất mạnh, nhưng ta vẫn là đánh giá thấp lục gia chủ mạch A, bọn họ nếu là liều mạng lên đến, đoán chừng liền thiên vân đế vực lục gia đều chưa chắc là đối thủ. Quân Nhược Hoan híp híp hai mắt, lục gia một lần này xuất thủ, nói rõ lục gia cũng đã chuẩn bị phản kích. Lục gia chủ mạch, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nghi hoặc không giải, nhưng càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Quân Nhược Hoan nhẹ gật đầu, đem Thiên Võ Thần Sơn lục gia cùng Thiên Vân đế vực lục gia tầm đó quan hệ nói một lần, bất quá lại là tránh đi quân gia sự tình. Nguyên lai như thế,
mấy người lộ ra vẻ hiểu rõ. Sớm biết rõ, chúng ta cũng không cần trở về tìm hiểu tin tức, còn tốt đem Tu La Điện những người khác đưa ra ngoài. Bạch Ma thở dài một hơi. Không biết tại sao, không có Tiêu Phàm ở bên người, hắn đều cảm giác mất đi người đáng tin cậy đồng dạng, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ sao lại không phải đây? Quân huynh vừa mới nói như vậy, ta ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Cổ Nhược Trần đột nhiên mở miệng nói. Đám người ánh mắt nháy mắt rơi vào Cổ Nhược Trần trên người, một mặt nghi hoặc bộ dáng, Cổ Nhược Trần giải thích nói, Lục gia chủ mạch tất nhiên mạnh như vậy, hơn nữa quân huynh nói Lục gia chuẩn bị phản kích. Nhưng các ngươi có phát hiện không, Lục gia mặc cho Thiên Vũ vực tu sĩ tiến vào Thiên Võ Thần Sơn, là muốn cho những người này đến lớn mạnh Lục gia thực lực sao? Bằng những cái này thần vương cảnh đều không phải người, cũng muốn đối phó 12 đại thế lực. Nam Cung Tiêu Tiêu rõ ràng không tin. Không, Lục gia không phải muốn cho những người này đến đối phó 12 đại thế lực, điểm này ta có thể khẳng định. Cổ Nhược Trần híp hai mắt nói, bởi vì, Lục gia khả năng thì có đầy đủ thực lực đến đối phó 12 đại thế lực. Không có khả năng, Nam Cung Tiêu Tiêu, Thí Thần cùng Bạch Ma lập tức phủ định nói. Bọn họ không tin yếu đuối Lục gia sẽ mạnh như vậy. Cổ huynh nói không sai, có lẽ, Lục gia thật có dạng này thực lực. Chỉ có Quân Nhược Hoan đột nhiên hít sâu một cái nói, Lục gia chủ mạch truyền thừa hơn 100 vạn năm, sẽ không đơn giản. Nói xong, Quân Nhược Hoan trong lòng lại bổ sung một câu, nhìn đến, kia bí cảnh hẳn là ở Lục Kinh Thiên bọn họ trong tay a. Nếu quả thật là như thế, Lục gia thực lực cũng có chút đáng sợ. Mặc kệ như thế nào. Chúng ta phải tận lực sống sót, chúng ta còn muốn chờ lấy Lão Tam trở về. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Yên tâm, chúng ta sẽ. Thí Thần cũng nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Bạch Ma nói, Lão Bạch, kia phá trận lúc nào có thể giải khai. Còn muốn một chút thời gian, Bạch Ma ngữ khí cũng có chút ngưng trọng. Lục Kinh Thiên, cút ra đây nhận lấy cái chết. Mấy người thoại âm chưa rơi, bỗng một tiếng quát như sấm vang vọng thương khung. Cả tòa Thiên Võ Thần Sơn đều bỗng nhiên run một cái, một chút sơ giai tu sĩ tức thì bị chấn động đến thổ huyết không ngừng. Sốt cục không nhịn được, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nghe vậy, toàn bộ đều đứng dậy, hướng về thanh âm nơi phát ra vị trí nhìn lại. Chân trời bốn đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, cường đại khí thế giống như thiên uy đồng dạng chút xuống, hướng về Thiên Võ Thần Sơn phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Bốn người tựa như cùng hư không hòa làm một thể. Một bộ quân lâm thiên hạ bộ dáng, trong mắt tràn ngập không tình cùng hờ hững. Đại đế, bốn tôn đại đế, Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ nhìn thấy, toàn bộ đều lộ ra vẻ sợ hãi, ở cỗ kia thiên uy phía dưới, cổ thần cảnh phía dưới tu vi, muốn đứng lên đều 10 phần gian nan. Một chút thiên thần cảnh tu sĩ càng là khó có thể tiếp nhận cỗ kia khí thế, trực tiếp nổ tung, hóa thành nồng đậm xương máu tiêu tán ở hư không. Khinh người quá đáng, lúc này một tiếng quát lớn vang lên, một đạo thân ảnh tựa như chúa cứu thế đồng dạng, xuất hiện ở không trung, nháy mắt chặn lại kia bốn cỗ cường đại khí thế. Lục vực chủ thần uy, một đám tu sĩ nhìn thấy, toàn bộ đều hưng phấn núi thở lên. Hiện tại, có thể cứu bọn họ cũng chỉ có Lục Kinh Thiên, bọn họ liều mạng chạy trốn tới Thiên Võ Thần Sơn, đây cũng là bọn họ sống sót duy nhất cơ hội. Lục Kinh Thiên không có để ý tới phía dưới tu sĩ kích động. Nhưng hắn nội tâm cũng có chút hưng phấn, tựa như đây chính là hắn nguyên bản muốn hiệu quả. Lần trước một trận chiến, nhìn đến còn không có đánh đau các ngươi, hừ. Lục Kinh Thiên đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn xem Thiên Võ Thần Sơn bên ngoài bốn đạo thân ảnh, trong mắt tràn đầy hờ hững. Hiện tại hắn, sớm đã không phải mấy năm trước Lục Kinh Thiên, năm đó hắn chỉ là thần vương cảnh trung kỳ tu vi, cho dù gặp gỡ mặt khác của vực thần vương cường giả, cũng không dám quá mức phách lối. Nhưng là hiện tại, hắn dĩ nhiên là một tôn đại đế, dù là đối mặt bốn tôn đại đế cường giả, hắn cũng vẫn như cũ không sợ. Lục Kinh Thiên, lần trước một trận chiến chẳng qua là ngươi đánh lén mà thôi, bây giờ chúng ta khỏi hẳn thương thế, hôm nay chính là mạng ngươi tang thời điểm. Đối diện một cái bạch bào đại đế mở miệng. Bằng các ngươi bốn cái này phế vật, Lục Kinh Thiên cười lạnh, ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường. Ngươi, bạch bào đại đế phẫn nộ đến cực điểm. Bản thân đường đường đại đế, lại bị Lục Kinh Thiên xưng là phế vật. Hắn đột phá đại đế cảnh cũng đã mấy ngàn năm, há lại Lục Kinh Thiên cái này vừa mới đột phá đại đế cảnh người có thể so sánh. So nhiều người đúng không?
Lục Kinh Thiên khịt mũi coi thường. Thoại âm rơi xuống, Lục Kinh Thiên bên người bỗng lại xuất hiện bốn đạo huyết bào thân ảnh, mỗi người đều bó chặt ở trong huyết bào, nhìn không rõ khuôn mặt. Nhưng là bốn người trên người phát ra cường đại khí thế, lại là nhường đối diện Bạch Bào Đại Đế bốn người sắc mặt biến hóa. Một tháng trước, Lục gia còn chỉ xuất động hai tôn đại đế, trong đó một cái vẫn là Lục Kinh Thiên. Nhưng hôm nay, Lục gia dĩ nhiên lại nhiều hơn ba tôn đại đế, về số lượng, cũng đã hoàn toàn siêu việt bọn họ a. Không có khả năng, đây là giả. Bạch Bào Đại Đế không tin, nâng lên bàn tay, nhẹ nhàng khẽ chụp, một đạo trưởng cương bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về Thiên Võ Thần Sơn ép xuống. Đại đế chỉ uy hiển lộ không thể nghi ngờ, kia một trưởng uy lực cực kỳ đáng sợ, tựa như có thể chấn vỡ vô số thế giới một dạng. Nếu là rơi ở trên Thiên Võ Thần Sơn, Thiên Võ Thần Sơn đoán chừng đều sẽ hóa thành cho bụi. Giết, Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, băng lãnh phun ra một chữ. Một thoáng thời gian, hắn sau lưng bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên trùng thiên mà lên, tựa như bốn quả lưu tinh gào thét mà ra, hư không phát ra từng tiếng kêu to, chói tai vô cùng. Bốn cái huyết bào nhân đồng thời xuất thủ, kia trưởng cương nổ tung, hóa thành cuồng bạo năng lượng ba động tứ phía bát phương, hư không không ngừng sụp đổ, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía. Đại đế cảnh cường giả, tùy tiện một kích, đều có thể hủy diệt vô số tiểu thế giới. Cũng chỉ có ở trong thái cổ thần giới không gian bích lũy 10 phần kiên cố địa phương, sát thương phạm vi mới có thể bị vô hạn thu nhỏ. Cho dù như thế, bọn họ cũng có thể tùy tiện hủy diệt phổ thông địa vực, một kích rơi xuống, mấy ngàn hơn vạn dặm phạm vi đều phải biến thành phế tích. 12 đại thế lực sở dĩ có thể nhanh như vậy giết đến tận Thiên Võ Thần Sơn, có thể cùng bốn tôn này đại đế cường giả không thoát được can hệ. Ầm ầm, chân trời thiên lôi cuồn cuộn. Bát đại đại đế cường giả kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ, đánh thiên hôn địa ám. Cho dù cách nhau mấy vạn dặm, đám người đều có thể cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, ép tới đại bộ phận người liền đầu đều nhấc không nổi. Các ngươi có thể muốn vì các ngươi chết đi thân nhân báo thù. Đột nhiên, Lục Kinh Thiên quan sát Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ nói, ngữ khí 10 phần bình thản, tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Báo thù, đám người nghe vậy. Hơi sững sờ. Bọn họ đương nhiên muốn báo thù, có thể bọn họ thực lực quá yếu, thần vương cảnh đều không có mấy cái, đại bộ phận đều là cổ thần cảnh tu vi. Bằng bọn họ dạng này thực lực, muốn cho chết đi thân bằng hảo hữu báo thù, cơ hồ là không có khả năng. Đừng nói báo thù, liền là bản thân sống sót, đoán chừng cũng là một loại hy vọng xa vời. Muốn báo thù, bản vực chủ có thể cho các ngươi đầy đủ lực lượng. Lục Kinh Thiên tiếp tục nói ra. Ngữ khí bên trong tràn đầy tự tin. Thật, rốt cục có người không nhịn được mở miệng. Bản vực chủ nói lời giữ lời. Lục Kinh Thiên nhàn nhạt gật gật đầu, chỉ cần các ngươi muốn, liền không có bản vực chủ làm không đến sự tình. Thật khoác lác, Tử Vũ Phong Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người lộ ra khinh bỉ, bọn họ không quá tin tưởng Lục Kinh Thiên không gì làm không được. Năm đó thân làm thần vương cảnh trung kỳ hắn, ở cổ thần cảnh Tiêu Phàm trước mặt. Không phải cũng ăn không ít thua thiệt sao? Bất quá, Quân Nhược Hoan lại là híp híp hai mắt, cũng không có phủ định Lục Kinh Thiên lời nói, tựa như hắn tin tưởng Lục Kinh Thiên có dạng này thực lực bình thường. Lục vực chủ, xin ngài thành toàn, ta muốn vì ta phụ mẫu báo thù. Có một cái tu sĩ rốt cục không nhịn được, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tốt, bản vực chủ có thể ban thưởng ngươi lực lượng. Lục Kinh Thiên hài lòng gật gật đầu. Lập tức, Lục Kinh Thiên trong nháy mắt một điểm, một đạo huyết sắc lưu quang nháy mắt chui vào kia tu sĩ mi tâm. Một khắc sau, ở tất cả mọi người kinh hãi mục quang bên trong, kia tu sĩ trên người khí thế không ngừng tăng cường. Hắn rõ ràng chỉ là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, có thể vài cái hô hấp sau đó, liền đột phá đến thần vương cảnh, hơn nữa khí thế vẫn như cũ không có yếu bớt. Thần vương cảnh trung kỳ, thần vương cảnh hậu kỳ. Đám người nhìn thấy một màn này, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Trong lòng bọn họ, thần vương cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới, đều giống như một đạo lạch trời, không cách nào vượt qua. Nhưng hiện tại, bọn họ lại tận mắt nhìn thấy, một cái cổ thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên vượt qua một cái đại cảnh giới, trực tiếp vào tới thần vương cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng đây là thiên phương dạ đàm.
nhưng là bây giờ lại chân thực phát sinh. Phiến ta một bàn tay, này tuyệt đối không phải thật sự. Có người lộ ra không thể tin, nhưng khi một đạo bàn tay vang lên thời điểm, hắn liền tin. Tạ vực chủ đại nhân, kia tu sĩ cảm nhận được tự thân trạng thái, kích động đến cực điểm, trực tiếp quỳ xuống lại. Đều là thiên vũ vực người, không cần khách khí. Lục Kinh Thiên nhàn nhạt khoát tay nói, đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một vòng hung ác nham hiểm cùng ngoan tuyệt. Vực chủ đại nhân, ta cũng muốn báo thù, còn mời ban thưởng ta lực lượng. Còn có ta cũng muốn báo thù. Những người khác cũng nhao nhao kêu lên, đây chính là tăng lên một cái đại cảnh giới cơ hội a, đám người lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Tốt, bản vực chủ chắc chắn thành toàn các ngươi. Lục Kinh Thiên hài lòng cười một tiếng, nói, muốn tăng lên thực lực, có thể đến thiên võ phong, bản vực chủ cho các ngươi một phần tạo hóa. Rất nhiều người lộ ra vẻ mừng rỡ, 10-20 hô hấp, liền có thể nhường một cái cổ thần cảnh đỉnh phong tu sĩ đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, này xác thực được xưng tụng là một trận tạo hóa. Giờ khắc này, quỳ xuống người càng ngày càng nhiều. Người nào không khát vọng lực lượng, người nào không khát vọng bản thân biến càng thêm cường đại. Mỗi một cái tu sĩ tu luyện, không phải đều là vì để cho bản thân biến mạnh hơn, có thể chính mình trưởng khống chính mình vận mệnh sao? Nháy mắt này, tất cả mọi người đều tựa như nhập ma đồng dạng, nhao nhao hướng về thiên võ phong phương hướng bay đi. Giờ phút này bọn họ, nội tâm chỉ có một cái thanh âm, ta muốn trở nên mạnh hơn. Đám người tận mắt gặp được Lục Kinh Thiên thủ đoạn, hoàn toàn không có bất luận cái gì hoài nghi, một lát sau. Mặt khác bốn tòa chen trúc chủ phong thừa không có mấy. Mà thiên võ phong vị trí, lại là người đông nghìn nghịt, bốn phía đâu đâu cũng có bóng người. Lo lắng nhất sự tình rốt cuộc đã đến, Quân Nhược Hoan nhìn thấy nơi xa tu sĩ, trong miệng nỉ non nói. Cái gì sự tình, Nam Cung Tiêu Tiêu cau mày nói, Quân Nhược Hoan thế nhưng là rất ít lộ ra loại này lo lắng thần sắc, khẳng định có không tốt sự tình phát sinh. Ta biết rõ Lục gia tại sao đột nhiên biến cường đại như vậy. Hảo một cái Lục Kinh Thiên, vì cường đại, dĩ nhiên không từ thủ đoạn, hắn đây là muốn đem thiên vũ vực tu sĩ đuổi tận giết tuyệt a. Quân Nhược Hoan không có trả lời Nam Cung Tiêu Tiêu lời nói, một mặt bực tức nói. Đuổi tận giết tuyệt, không thể nào, thí thần có chút không tin. Đúng vậy a, Lục Kinh Thiên mặc dù ghét một điểm, nhưng hắn vừa mới loại này thủ đoạn. Liền là bản đế đỉnh phong thời kỳ cũng làm không đến a. Bạch ma cũng bị vừa mới loại kia thủ đoạn cho sợ hãi than. Đó là các ngươi không biết Lục gia thủ đoạn, nếu như ta cho các ngươi biết, các ngươi khẳng định liền sẽ không cho rằng như vậy. Quân Nhược Hoan sắc mặt khó coi nói. Quân huynh, rốt cuộc là cái gì, ngươi ngược lại là nói a, đừng thừa nước đục thả câu. Nam Cung Tiêu Tiêu hơi có vẻ lo lắng nói. Huyết ma luyện ngục. Huyết ma luyện ngục ở trong tay Lục gia, Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói, tựa như cả người đều có chút thoát lực một dạng. Cái gì huyết ma luyện ngục, thí thần nghi hoặc không giải, hắn còn là lần thứ nhất nghe nói cái tên này. Quân huynh, ngươi nói thật, lúc này, Cổ Nhược Trần lại là trực tiếp kinh hô mà ra, trên trán dĩ nhiên rịn ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu, nhìn về phía nơi xa bay về phía thiên võ phong tu sĩ, thân thể đều có chút run rẩy. Lúc này. Quân Nhược Hoan nhẹ gật đầu, Cổ Nhược Trần sắc mặt âm tình bất định, Lục gia thật đúng là tranh thủ thời gian giết sạch a, huyết ma luyện ngục, cấp độ kia tà ác đồ vật, không phải biến mất vô số tuế nguyệt sao? Làm sao sẽ trong tay bọn hắn? Hai người các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu có chút khó chịu, bọn họ đối thái cổ thần giới sự tình vẫn là không quá hiểu rõ, chí ít không có Quân Nhược Hoan cùng Cổ Nhược Trần nhiều. Nam Cung huynh, ngươi là không biết huyết ma luyện ngục. Đây chính là đã từng dùng để giam giữ dị ma linh hồn luyện ngục a, thôn phệ những cái kia huyết ma, liền có thể cùng huyết ma dung hợp, lực lượng bạo tăng. Cổ Nhược Trần run giọng nói. Đây là chuyện tốt a, thí thần nói. Chuyện tốt, Cổ Nhược Trần đắng chát cười một tiếng, sắc mặt trắng bệch nói, lực lượng mặc dù chợt tăng, nhưng là tu giả bản thân linh hồn lại bị huyết ma thôn phệ, coi như bọn họ thực lực bạo tăng lại như thế nào. Bọn họ nhiều nhất cũng chính là một bộ cái xác không hồn mà thôi. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Bạch Ma toàn bộ đều ngốc trệ ở đó. Cái xác không hồn, đúng vậy a, nếu như biến thành cái xác không hồn, coi như thực lực mạnh lên lại như thế nào. Không phải chỉ như thế, Lục Kinh Thiên nhường những người này tiến vào thiên võ phong,
đoán chừng không chỉ muốn cho bọn họ cùng huyết ma dung hợp, mà là nghĩ khống chế bọn họ. Quân Nhược Hoan lại bổ sung một câu. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu như ta đoán không sai, Lục Kinh Thiên mình cũng khẳng định dung hợp đại đế cảnh huyết ma, chỉ là hắn bởi vì một ít nguyên nhân, còn tương đối thanh tỉnh mà thôi. Mấy người hít một hơi lạnh, Lục Kinh Thiên trước đó chỉ là thần vương cảnh A, lúc này mới mấy năm thời gian, liền đột phá đến đại đế cảnh. Có thể nghĩ những cái kia huyết ma đáng sợ, dung hợp huyết ma, thực lực đâu chỉ bạo tăng A. Nếu như những người này thật dung hợp cường đại huyết ma, mà Lục gia thừa cơ khống chế bọn họ, kia Lục gia thực lực. Đám người không dám tiếp tục nghĩ, Lục gia nếu là nắm giữ dạng này lực lượng, tuyệt đối không phải thiên vũ vực may mắn, mà là thiên vũ vực tai nạn. Còn không nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ, Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, cả kinh kêu lên. Ngăn cản, như thế nào ngăn cản? Bạch Ma lắc lắc đầu. Lấy chúng ta thực lực, đoán chừng còn không có tới gần thiên võ phong, đoán chừng cũng sẽ bị gạt bỏ. Thí thần lông mày hơi nhíu, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Dù là hắn đã là thần vương cảnh đỉnh phong, nhưng ở đại đế cảnh trước mặt, hắn cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những người này biến thành cái xác không hồn, biến thành Lục gia khôi lỗi? Nam Cung Tiêu Tiêu cực kỳ không cam lòng nói. Quân Nhược Hoan, Cổ Nhược Trần toàn bộ đều trầm mặc không nói, bọn họ lại làm sao không muốn ngăn cản đây, có thể bọn họ thực lực, đi cơ bản cùng chịu chết không khác. Nếu như Tiêu Phàm tiểu tử kia ở chỗ này, có lẽ còn có thể suy nghĩ chút biện pháp. Bạch Ma thật sâu thở dài một hơi. Hắn hiện tại cũng khôi phục được thần vương cảnh đỉnh phong, cùng thí thần thực lực tương xứng, cuốn lấy phổ thông một cái đại đế có lẽ không có vấn đề. Nhưng muốn cùng đại đế cảnh chính diện ngạnh bính, vẫn còn có chút khó khăn. Huống chi, Lục gia còn không chỉ một hai cái đại đế cảnh người. Nghe được Bạch Ma mà nói, đám người trong đầu đồng thời nhớ tới kia hơi có vẻ gầy gò, nhìn qua cực kỳ bình phàm thân ảnh. Lão Tam, tất cả mọi người nhớ ngươi, ngươi nhanh trở về a. Thật lâu, Nam Cung Tiêu Tiêu thở dài một hơi. Bọn họ mặc dù biết rõ Lục gia diệt tuyệt nhân tính thủ đoạn, nhưng bây giờ bọn họ căn bản không dám đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiên võ phong phía trên tu sĩ càng ngày càng ít. Bạch tiền bối, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá vỡ trận pháp, chúng ta đoán chừng phải rời đi. Lúc này, Quân Nhược Hoan lại mở miệng nói. Phá vỡ trận pháp không có khả năng, ta chỉ có thể xé mở một đạo lỗ hổng, mọi người trước ly khai lại nói. Bạch Ma lắc lắc đầu nói. Ly khai, các ngươi muốn đi đi đâu? Bạch Ma thoại âm chưa rơi, đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, dọa đến Bạch Ma đám người bỗng nhiên hướng về sau lưng nhìn lại, lại là nhìn thấy hư không một đạo áo bào tím thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Đó là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi nam tử trung niên, đứng chắp tay, áo bào trong gió phiêu động, một đôi màu đỏ tươi con ngươi nhàn nhạt nhìn chằm chằm phía dưới mấy người. Tử Như Cuồng, Nam Cung Tiêu Tiêu hơi hơi kinh ngạc, trực tiếp nói ra người tới danh tự. Chính là Tử Vũ Phong phong chủ Tử Như Cuồng. Hắn không phải Tử Như Cuồng. Quân Nhược Hoan nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu chuẩn bị tiến lên, vội vàng tiến lên một bước. Cái gì? Đám người kinh ngạc không thôi, người này rõ ràng liền là Tử Như Cuồng a, sao khả năng nhìn lầm đây? Các ngươi nhìn hắn con mắt, cùng Lục gia mấy cái kia đại đế cảnh người, có phải hay không một dạng? Quân Nhược Hoan đề phòng nhìn chằm chằm Tử Như Cuồng, sắc mặt dị thường khó coi. Mọi người thấy Tử Như Cuồng một cái, thân thể đều khẽ run lên, Quân Nhược Hoan lại nói, hắn đã cùng huyết ma dung hợp. Không hổ là quân gia người, đáng tiếc. Lúc này, mấy người sau lưng không trung, đột nhiên lại truyền đến một đạo thanh âm, một cỗ cường hoành khí tức mãnh liệt mà xuống. Cảm nhận được sau lưng cỗ kia bá đạo tuyệt luân khí tức, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người thân thể run lên bần bật, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Một trương mặt lộ giữ tợn tiếu dung khuôn mặt in vào mấy người trong đầu. Lại là chẳng biết lúc nào, Lục Kinh Thiên mang theo mặt khác hai cái bọc lấy huyết bào nhân đi tới phụ cận. Lục Kinh Thiên thực lực không cần nhiều lời, tuyệt đối là đại đế cảnh, hơn nữa khả năng đạt đến đại đế trung hậu kỳ tu vi. Bất quá, mặt khác hai cái huyết bào nhân, dĩ nhiên cũng phát ra đại đế cảnh khí tức, liền để bọn hắn kinh ngạc. Tăng thêm kia ở không trung chính đang chiến đấu bốn đạo thân ảnh, Lục gia đã có 7 tôn đại đế a. Dạng này nội tình, thực sự quá đáng sợ,
đoán chừng những cái kia phổ thông đế vực cũng bất quá như thế, có mạnh hơn cũng mạnh không đến đâu đi. Nhưng mà một khắc sau, mấy người càng thêm tuyệt vọng là, một bên Tử Như Cuồng trên người khí tức cũng đột nhiên tăng vọt, trực tiếp siêu việt thần vương cảnh đỉnh phong, bước vào một cái để bọn hắn ngưỡng vọng tầng thứ. Đại đế, lại một tôn đại đế. Hơn nữa, Tử Như Cuồng vậy mà còn nghe theo Lục Kinh Thiên mệnh lệnh, không cần nghĩ cũng biết rõ, Tử Như Cuồng không chỉ dung hợp huyết ma, hơn nữa còn bị Lục Kinh Thiên khống chế. Đi mau, Nam Cung Tiêu Tiêu một tiếng hét lớn, sắc mặt có chút trắng bạch. Đây cũng là mấy người trong đầu cái thứ nhất ý niệm, chiến đấu, bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cho dù chạy trốn, bọn họ cũng cơ hội xa vời, phải biết, công sát bọn họ thế nhưng là bốn tôn đại đế a. Đi, các ngươi đi hướng nào? Cầm xuống, Lục Kinh Thiên lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay vung lên, Tử Như Cuồng cùng bên cạnh hắn hai người đồng thời vồ giết mà ra. Các ngươi đi trước, ta và Lão Bạch trước ngăn lại bọn họ. Thí thần hét lớn một tiếng, từ bỏ đào tẩu, quay người hướng về không trung đánh tới. Hắn và Bạch Ma tốt xấu cũng là thần vương cảnh đỉnh phong, hơn nữa thiên phú tuyệt luân, cho dù không thể cùng đại đế cảnh cứng rắn, nhưng cuốn lấy một hồi vẫn là không có vấn đề. Bọn họ có thể làm, chính là cho Nam Cung Tiêu Tiêu, Cổ Nhược Trần cùng Quân Nhược Hoan ba người tranh thủ thời gian. Về phần bọn họ ba người có thể hay không đào tẩu, người nào trong lòng đều không chắc, dù sao bây giờ Thiên Võ Thần Sơn đã bị đại trận phong, liền Bạch Ma đều trong thời gian ngắn không phá nổi trận pháp. Hừ, Tiêu Phàm cái kia run rế, dĩ nhiên không có xuất hiện, nguyên bản bản đế coi là có thể dùng các ngươi đem hắn câu đi ra đây. Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, sát khí nặng nề. Hắn kỳ thật đã sớm phát hiện Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ tồn tại, chỉ là không có nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn vẫn không có động thủ mà thôi. Thời gian dài như vậy đi qua, Tiêu Phàm đều không có xuất hiện, Lục Kinh Thiên cũng đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Hắn hiện tại muốn làm, liền là bắt sống Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, đến lúc đó, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ bản thân tới cửa. Ầm ầm, hai tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra. Thí thần cùng Bạch Ma hai người bị Tử Như Cuồng đám ba người nổ tung mà ra, trùng điệp đập ở trên Tử Vũ Phong, tóe lên vô số toái thạch cùng bụi bặm. Thí thần cùng Bạch Ma thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ chỉ là thần vương cảnh mà thôi, đối mặt ba tôn đại đế đồng thời liên thủ công sát, vẫn như cũ không phải đối thủ. Thí thần, Bạch Tiền Bối, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quân Nhược Hoan cùng Cổ Nhược Trần ba người giống to, lúc đầu cũng đã đào tẩu bọn họ, lần nữa vọt lên. Nếu như dùng thí thần cùng Bạch Ma chết, để đổi bọn họ sống sót, bọn họ trong lòng sẽ hổ thẹn cả một đời. Tử Như Cuồng ba người lạnh như băng nhìn chằm chằm phía dưới bụi bặm, mặc cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ lao xuống đi, bọn họ nhiệm vụ là bắt sống mấy người, tự nhiên không có đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa, bọn họ cũng tin tưởng vững chắc, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người tuyệt đối chạy không thoát. Sau nửa ngày, bụi bặm chậm rãi tiêu tán. Tức khắc bại lộ ra một cái to lớn hố sâu, cùng một phiến sụp đổ cung điện phế tích. Chỉ là, kia cung điện bên trong, lại là không có vật gì, chớ nói chi là người. Ân, Lục Kinh Thiên bỗng nhiên trầm xuống, lách mình rơi ở trên phế tích, đáng tiếc, lại không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh, giận dữ hét, người đâu. Cũng khó trách Lục Kinh Thiên như thế phẫn nộ, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người rõ ràng tiến vào phế tích bên trong a. Thí thần cùng Bạch Ma hai người khẳng định cũng người bị trọng thương, làm sao có thể trong mắt ra phía dưới biến mất đây. Năm cái thần vương cảnh tu sĩ, vậy mà ở bản thân dưới mắt trốn. Lục Kinh Thiên không tin, linh hồn chi lực bao phủ mà ra, bao phủ toàn bộ phế tích. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, phế tích bên trong căn bản không có bất luận cái gì thân ảnh, Lục Kinh Thiên không hề từ bỏ, linh hồn chi lực lần nữa bao phủ Thiên Võ Thần Sơn, vẫn như cũ không có phát hiện. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người tựa như hư không tiêu thất một dạng. Không có khả năng, Lục Kinh Thiên trong lòng gầm thét, hai mắt che kín tơ máu, sau đó nhìn về phía Tử Như Cuồng ba người, quát ầm lên, tìm cho ta. Chẳng lẽ Nam Cung Tiêu Tiêu năm người thật biến mất sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Giờ phút này, Tử Vũ Phong lòng đất chỗ sâu một phiến không gian bên trong, năm đạo thân ảnh lộ ra một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Nãi nãi! Thật đúng là nghìn cân treo sợi tóc a, bản đế dĩ nhiên kém chút chết ở mấy cái phế vật trong tay. Bạch Ma lạnh giọng nói, hắn khóe miệng còn mang theo huyết sắc,
hiển nhiên cũng tổn thương không nhẹ. Đi qua vừa mới giao phong, ta cũng đại khái hiểu bản thân thực lực, nếu như một đối một, ta có năm thành nắm chắc thắng. Thí thần ngược lại là lơ đễnh. Đối phương là ba cái đại đế cường giả, bọn họ chỉ là thần vương cảnh, thua cũng không cái gì. Đại đế cảnh cùng thần vương cảnh tầm đó thế nhưng là một đạo thiên địa cái hào rộng, không có ai có thể tùy tiện vượt qua, dù là thí thần cùng bạch ma dạng yêu nghiệt này cũng không được. Tiểu Hắc, còn tốt lần trước lão tam để ngươi lưu ở nơi này, bằng không chúng ta đoán chừng cũng đã treo. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn về phía một bên cách đó không xa một đầu Tiểu Hắc Long nói. Tiểu Hắc Long không phải kẻ khác, tự nhiên liền là Cửu Âm Thần Long chọc Cửu Âm. Năm đó Tiêu Phàm phát hiện Thiên Võ Thần Sơn phía dưới ngũ hành uẩn linh trận, liền đem Cửu Âm Thần Long ném ở nơi này. Đoán chừng Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, Cửu Âm Thần Long ở thời điểm then chốt, sẽ cứu Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ một mạng. Tiêu Phàm kia ra hỏa đây, làm sao không cùng các ngươi tới? Tiểu Hắc nhìn một chút bốn phía, lại là không có phát hiện Tiêu Phàm bóng dáng, một mặt ngạo nghễ bộ dáng, hắn sẽ không biết rõ ta cũng đã đột phá thần vương cảnh hậu kỳ. Không dám tới a. Không dám tới, đám người một mặt xem thường, đừng nói Tiêu Phàm hiện tại khả năng đột phá đến cao hơn cảnh giới, liền là lại thần vương cảnh tiền kỳ, đoán chừng đều có thể tùy tiện ngược sát ngươi a. Đương nhiên, Tiểu Hắc vừa mới cứu bọn họ cũng không muốn đả kích hắn. Dù sao, bọn họ cũng không dám khẳng định Tiêu Phàm sinh tử, bây giờ Thiên Võ Thần Sơn càng là loạn thành một đoàn, Thiên Vũ vực sợ là bảo không được. Không nghĩ đến Tử Như Cuồng cũng bị Lục Kinh Thiên hại, Thiên Vũ vực, cũng không còn địa phương an toàn. Quân Nhược Hoan thật dài thở dài một hơi nói. Còn tốt chúng ta đem Tu La Điện mang ra Thiên Vũ vực, bằng không, đoán chừng phải toàn quân bị diệt. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng có chút bất đắc dĩ. Bọn họ đã sớm làm xong Thiên Vũ vực bị Vạn La Đế vực vây công chuẩn bị, chỉ là không nghĩ đến Lục gia đột nhiên phát sinh đại biến. Bất quá bây giờ cũng tốt. Không cần bọn họ cùng Vạn La Đế vực đám thế lực ngạnh bính, Lục gia liền đầy đủ bọn họ uống một bầu. Tiểu Hắc, ngươi có thể đi tìm hiểu một cái bên ngoài phát sinh sự tình sao? Lập tức, Nam Cung Tiêu Tiêu lại nhìn về phía Cửu Âm Thần Long nói, cái này dễ dàng. Tiểu Hắc vỗ vỗ lồng ngực nói, tựa như xoay người làm chủ nhân bộ dáng, một mặt ngạo khí. Tiểu Hắc thoại âm chưa rơi, hai đầu long chảo vung lên, hư không tức khắc xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong hỏa quang trùng thiên, hư không sụp đổ, hình ảnh chấn động không ngừng. Xuyên thấu qua kia hình ảnh, mấy người thấy được chân trời mấy đạo thân ảnh chính đang điên cuồng giao chiến, chiến thiên băng địa liệt. Bản vương cũng đã luyện hóa ngũ hành uẩn linh trận, Thiên Võ Thần Sơn đều ở ta trong khống chế. Tiểu Hắc một mặt ngạo nghễ nói ra, làm bản thân thủ đoạn mà đắc ý. Bất quá, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ căn bản không có để ý tới Tiểu Hắc. Mà là kinh ngạc nhìn xem kia hình ảnh. Vạn La Đế vực, Đại Hoang Đế vực, bọn họ bốn đại đế vực đại đế cảnh cường giả bại. Cổ Nhược Trần trực tiếp kêu đi ra. Họa diện bên trong, bốn đạo thân ảnh từ vòm trời rơi đập mà xuống, tựa như bốn khỏa vẫn thạch đồng dạng, mang theo thật dài đuôi lửa, dị thường dễ thấy. Oanh, bốn tôn đại đế trùng điệp nện ở bốn tòa sơn phong phía trên, sơn phong sụp đổ, trực tiếp hóa thành bột mịn. Đi đến đại đế dạng này cảnh giới, cũng đã có thể tùy tiện hủy thiên diệt địa. Dù là thái cổ thần giới không gian bích lũy 10 phần kiên cố, nhưng là đỉnh không được đại đế cảnh cường giả công kích. Không trung phía trên, Lục gia bốn tôn đại đế cường giả áo bào phá toái không chịu nổi, lộ ra từng trương ghê tởm khuôn mặt, con ngươi màu đỏ tươi vô thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới. Bọn họ cũng không có tiếp tục xuất thủ. Tựa như không nguyện ý cùng bốn tôn kia đại đế vào chỗ chết đắc tội. Nếu là giết chết một tôn đại đế, vậy muốn đối mặt nhưng chính là đế vực toàn lực tiểu sát, đây không phải Lục gia muốn nhìn thấy. Bây giờ Lục gia mặc dù cường đại, nhưng còn chưa đến cùng đế vực tranh phong cấp độ, Lục gia cũng không ngốc. Tiểu Hắc, nhanh đem hình ảnh hoán đổi đến Thiên Võ Phong. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên kêu lên. Đám người nghe vậy, toàn bộ đều nắm chặt nắm đấm. Bốn tôn này đại đế mặc dù đáng sợ, nhưng bọn hắn càng thêm quan tâm là Lục gia âm mưu. Nhiều người như vậy tiến về Lục gia, nếu là hoàn toàn bị huyết ma dung hợp, sự tình có thể liền phiền toái. Tiểu Hắc bĩu môi, hình ảnh biến hóa, Thiên Võ Thần tức khắc xuất hiện ở trong hình ảnh, bất quá giờ phút này,
thiên võ phong phía trên tu sĩ cũng đã 10 phần hiếm hoi. Đều bị đưa vào huyết ma luyện ngục, Quân Nhược Hoan sắc mặt khó coi vô cùng. Quân huynh, huyết ma luyện ngục huyết ma cùng tu sĩ dung hợp, hẳn là cũng cần nhất định thời gian a. Cổ Nhược Trần đột nhiên ngưng tiếng nói. Thế nhưng là bốn đại đế vực đại đế cường giả đều thua, không có ai có thể ngăn cản Lục gia. Quân Nhược Hoan sắc mặt một đổ, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, trong mắt hắn liền lóe qua một đạo ánh sáng, vỗ đùi nói còn có hy vọng. Hy vọng, đám người vui vẻ. Thiên vân đế vực người còn không có đến. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói. Lục gia đại đế cường giả cũng không chỉ bốn người kia, Tử Như Cuồng bọn họ đều bị khống chế, bây giờ Lục gia bên ngoài thì có 8 tôn đại đế, coi như thiên vân đế vực đến lại như thế nào. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu nói. Hắn hiển nhiên không coi trọng thiên vân đế vực, hiện tại Lục gia thực sự quá đáng sợ. Không, vừa mới ta nói với các ngươi qua, thiên vân đế vực cũng là họ Lục, hơn nữa, vẫn chỉ là phân mạch, thiên võ thần sơn Lục gia mới là chủ mạch. Quân Nhược Hoan vô cùng khẳng định nói. Thì tính sao, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Các ngươi nói, nếu như người Lục gia biết rõ huyết ma luyện ngục ngay ở chỗ này, bọn họ sẽ như thế nào? Quân Nhược Hoan khẽ mỉm cười nói. Đám người nghe vậy, nháy mắt hiểu cái gì? Nói chung, phân mạch so chủ mạch mạnh, vậy khẳng định sẽ tận hết sức lực diệt chủ mạch. Huống chi, Lục gia chí bảo huyết ma luyện ngục còn ở thiên võ thần sơn Lục gia trong tay đây. Không chết không thôi, thiên vân đế vực đoán chừng sẽ không chết không thôi. Cổ Nhược Trần cũng trên mặt vui vẻ nói, hắn rất rõ ràng những cái này đại gia tộc lãnh khốc vô tình. Vì lợi ích, đây chính là cái gì đều làm ra đến. Bây giờ huyết ma luyện ngục xuất thế, thiên vân đế vực Lục gia há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn, nhường huyết ma luyện ngục rơi vào tay người khác. Hiển nhiên là không có khả năng, thiên vân đế vực muốn mạnh hơn, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được huyết ma luyện ngục. Coi như bản thân không cùng huyết ma luyện ngục bên trong huyết ma dung hợp, cũng có thể tìm mặt khác vật thí nghiệm, chỉ cần có thể khống chế vật thí nghiệm, vậy liền có thể lấy được một chi đáng sợ lực lượng. Không ngớt ngược lại là chưa hẳn, nhưng thiên vân đế vực chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Quân Nhược Hoan ngưng tiếng nói. Trên thực tế, Quân Nhược Hoan cũng đoán không sai, nơi này tin tức, đang nhanh chóng hướng về bốn phía truyền bá. Thiên vân thành, chiếm cứ chu vi 10 vạn cây số, nơi này là thiên vân đế vực phồn hoa nhất thành trì, không có một trong, Lục gia phân mạch trưởng quản thiên vân thần điện liền ở chỗ này. Thiên vân thành chỗ sâu, từng tòa to lớn phủ đảo lơ lửng, giống như đám mây đồng dạng, tràn phong ánh sáng vô lượng, vung rơi xuống từng đạo hà quang. Những cái này phù đảo, dòng dã có 1.000 tòa, đây cũng là thiên vân thành tồn tại. Mà kia 1.000 tòa phù đảo, chính là Lục gia thiên vân thần điện vị trí. Nhưng đừng xem thường cái này 1.000 tòa phù đảo, bọn chúng có thể đều là một cái siêu cấp trận pháp một bộ phận, dù là đại đế cường giả, cũng chưa hẳn có thể phá vỡ. Thiên vân thần điện thủ vệ xâm nghiêm, người bình thường muốn tới gần, cơ bản là không thể nào. Cho dù là thiên vân thần điện khách khanh cùng trưởng lão, cũng phải thông qua tầng tầng bẩm báo. Một ngày này, thiên vân thần điện chỗ sâu nhất, một tòa rộng lớn đại điện bên trong, thủ tọa phía trên, ngồi một cái mặt lộ uy nghiêm nam tử trung niên. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, có lẽ có thể phát hiện, này nam tử trung niên dĩ nhiên cùng bị hắn tính toán Lục Thừa Phong cùng Lục Thừa Vân huynh đệ có 7 phần tương tự. Nam tử trung niên không phải kẻ khác. Chính là Lục Thừa Phong bọn họ phụ thân, Lục gia gia chủ, thiên vân thần điện điện chủ Lục Kinh Thần, thực lực sâu không lường được. Lục Kinh Thần híp hai mắt, đánh giá quỳ ở đại điện trung ương hai người nói, các ngươi tin tức có thể xác thực. Điện chủ, nhỏ có thể dùng tính mệnh đảm bảo, huyết ma luyện ngục ngay ở vạn la đế vực cấp dưới thiên vũ vực. Trong đó một cái hắc bào nhân run rẩy nói. Các ngươi xuống dưới lĩnh thưởng A, Lục Kinh Thần gật gật đầu. Đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang. Hai cái hắc bào nhân cung kính thối lui, trong lòng kích động đến cực điểm. Lục Kinh Thiên, các ngươi giấu ngược lại là rất sâu a, tìm các ngươi lâu như vậy, hiện tại rốt cục tìm được. Lục Kinh Thần ngưng tiếng nói, nếu là có thể lấy được huyết ma luyện ngục, ta Lục gia tất sẽ lại phía trên một tầng lầu. Điện chủ, lão nô nguyện ý dẫn người tiến về, đoạt lại huyết ma luyện ngục. Đột nhiên, đại điện bên trong nơi hẻo lánh đi ra một đạo hắc phá án thân ảnh.
Lục Kinh Thần ngón tay khe khẽ gõ một cái lan can, nói, không, quỷ lão thân phận không thể tùy tiện bại lộ, một lần này, bản đế tự mình đi một chuyến. Là, điện chủ, hắc bào nhân cung kính gật gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn. Đúng rồi, quỷ lão, Thừa Phong có thể tỉnh lại. Lục Kinh Thần hỏi, ngữ khí bên trong đều là lo lắng thần sắc. Hắc bào nhân lắc lắc đầu, đại thiếu gia linh hồn bị thương 10 phần nghiêm trọng, khí huyết cũng gần như khô héo, dù là thi triển tiên thiên thần ấn, có thể kiên trì đến bách sát chiến trường kết thúc, cũng đã 10 phần không dễ dàng. Vô luận người nào giết con ta, bản đế định nhường hắn muốn sống không thể, muốn chết không được. Lục Kinh Thần đôi mắt bên trong tuôn ra một vòng tinh quang, quanh thân sát khí cuồn cuộn. Hắc bào nhân quỷ lão cảm nhận được Lục Kinh Thần trên người sát khí, cũng hơi kinh hãi, bái nói, điện chủ yên tâm, đại thiếu gia người hiền tự có thiên tướng, không có sự tình. Lục Kinh Thần gật gật đầu, nói, quỷ lão, vậy kế tiếp liền làm phiền ngươi. Điện chủ yên tâm, lão nô nhất định hết sức mà làm. Quỷ lão gật gật đầu nói, quỷ lão, người gần nhất có phải hay không gặp gỡ sự tình gì, ta nếu đủ khả năng, người có thể cùng ta nói một chút. Lục Kinh Thần lại nói ra, lão nô sự tình, lão nô bản thân có thể xử lý được, nào dám làm phiền điện chủ. Quỷ lão lắc lắc đầu, từ đầu đến cuối, thần sắc đều duy trì bình tĩnh. Nếu như không giải quyết được, quỷ lão tùy thời có thể tìm ta. Lục Kinh Thần cũng không ở nói thêm cái gì, hắn rất rõ ràng trước mắt cái này quỷ lão năng lực. Cho dù là hắn, đều muốn nịnh nọt, không muốn đắc tội sâu không lường được quỷ lão. Tạ điện chủ, lão nô xin được cáo lui trước, quỷ lão hơi hơi một xá, sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất ở nguyên chỗ. Lục Kinh Thần híp híp hai mắt, trong lòng ngưng tiếng nói, này lão quỷ gia nhập ta Thiên Vân Thần Điện mấy vạn năm, mặc dù làm việc rất không sai, nhưng vẫn như cũ không đem ta làm chính mình người đối đãi. Ta đi đến bây giờ cảnh giới, dĩ nhiên còn không thấu hắn, đối với cái này quỷ lão, Lục Kinh Thần thế nhưng là bỏ ra không ít tâm tư. Nhưng hắn căn bản không hiểu rõ quỷ lão lai lịch, chỉ biết là quỷ lão hiện bây giờ thân phận rất bất phàm. Bất quá đối với Lục Kinh Thần tới nói, chỉ cần quỷ lão có thể chân tâm thành ý thay Lục gia làm việc là được rồi, mặt khác đều là việc nhỏ không đáng kể. Huyết ma luyện ngục, tình thế bắt buộc, nơi này giao cho ta là được. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm ở Lục Kinh Thần bên tai vang lên. Lục Kinh Thần trên mặt lộ ra nét mừng, gật gật đầu nói, vâng. Quỷ lão ly khai, không bao lâu liền xuất hiện ở một tòa cỡ nhỏ phù đảo phía trên, tòa này phù đảo, đại trận bao phủ, ngăn cách trong ngoài, hơn nữa chỉ có hắn một người cư trú. Chỉ là một phần này đãi ngộ, Thiên Vân Thần Điện, cũng duy nhất cái này một phần. Phù đảo phía trên trồng đầy cổ thụ, đem cả tòa phù đảo che khuất, lộ ra âm u vô cùng, cả tòa phù đảo, cũng chỉ có một tòa tiểu viện, kia chính là quỷ lão chỗ ở. Quỷ lão bước vào phù đảo. Đi vào tiểu viện, nhìn không rõ trong hắc bào khuôn mặt. Đột nhiên, quỷ lão ngừng thân hình, khàn khàn thanh âm phun ra, ra đi. Két một tiếng, tiểu viện môn mở ra, một cái hắc bào nhân đi ra, quanh thân quỷ khí âm trầm đáng sợ, bốn phía nhiệt độ nháy mắt hạ thấp hơn mấy chục độ. Ngươi là ai? Quỷ lão ngữ khí biến được băng lạnh, từ trước mắt cái này hắc bào nhân trên người, hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Tiểu hoang. Hắc bào nhân nhàn nhạt phun ra hai chữ. Quỷ lão nghe vậy, thân thể hơi hơi rung động, trên người một cỗ cường đại sát khí bộc phát mà ra, hướng về đối diện hắc bào nhân mãnh liệt mà đi, lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Tiểu hoang, cái này danh tự, cũng đã hơn mấy vạn năm không có người như vậy gọi hắn. Nguyên bản hắn coi là không bao giờ còn có khả năng nghe được, nhưng bây giờ dĩ nhiên xuất hiện một mạc danh kỳ diệu người, nói ra tên mình. Này khiến hắn như thế nào không chấn kinh đây? Quỷ hỏa hoang sơn, u minh địa ngục, hắc bào nhân lại nói ra mấy chữ, ngữ khí 10 phần bình thản, không biết là đang thăm dò quỷ lão, hay là cái gì? Đối với quỷ lão trên người phát ra sát khí, hắc bào nhân hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Nghe được lời này, quỷ lão trên người sát khí lặng yên biến mất, thân thể lại là run rẩy càng thêm lợi hại, khàn khàn thanh âm vang lên lần nữa, ngươi thực sự là... Lời phía sau quỷ lão không có nói ra, nhưng ngữ khí lại là vô cùng chấn kinh, thậm chí có chút run rẩy. Ta trở về, hắc bào nhân gật gật đầu. Đại ca, thực sự là ngươi. Quỷ lão trực tiếp xông tới,
cho Hắc Bảo Nhân một cái gấu ôm, xuyên thấu qua kia vành nón, hắn thấy được một chương coi là cả một đời đều sẽ không còn được gặp lại khuôn mặt. Thật lâu, quỷ lão lúc này mới buông ra Hắc Bảo Nhân, nghẹn ngào nói ra, đại ca, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hắc Bảo Nhân giờ phút này thanh âm cũng phát sinh biến hóa, cũng không còn bất luận cái gì khàn khàn, ngược lại mang theo một loại từ tính, hiển nhiên trước đó thanh âm chỉ là hắn giả ra mà thôi. Đều mấy vạn tuổi người, còn cùng một tiểu hài tử một dạng. Hắc Bảo Nhân trêu ghẹo nói. Ở trước mặt đại ca, ta vĩnh viễn là tiểu hài. Quỷ lão vui đến phát khóc nói. Nếu là Lục Kinh Thần nhìn thấy quỷ lão cái dạng này, đoán chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết, hắn cùng với quỷ lão cũng coi như là ở chung hơn mấy vạn năm a, đối quỷ lão cũng coi như là lại cực kỳ quen thuộc. Đây là cái kia lạnh lùng vô tình, thần bí vô cùng quỷ lão sao? Đại ca, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Ngươi không phải, thật lâu, quỷ lão mới khôi phục bình tĩnh, nói. Ta có ngươi mệnh bài hồn, tìm tới ngươi không khó. Hắc Bảo Nhân giải thích nói, năm đó ta bị người hãm hại, mặc dù hủy ta nhục thân, đã thương nặng ta linh hồn, nhưng ta cuối cùng còn là sống sót, chỉ là khổ ngươi. Đại ca, ta không sao. Quỷ lão lắc lắc đầu, xốc lên vành nón, lộ ra một trương tuấn giật khuôn mặt, nhưng lại lộ ra 10 phần thành thục, thế sự xoay vần. Người đây, tại sao lại ở chỗ này? Hắc Bảo Nhân lại hỏi nói. Đột nhiên, hắn ánh mắt bên trong lóe qua một vòng hàn quang, nói, đại ca gặp nạn sau, bọn họ liền bắt đầu đối với chúng ta làm khó dễ. Những cái kia ông bạn già, tám thành đều bị giết chết, chỉ có số ít người trốn thoát. Ta năm đó cũng người bị trọng thương, bất quá về sau bị Lục Kinh Thần phụ thân Lục Thiên Vân cứu, cuối cùng là sống sót, về sau liền một mực lưu ở Thiên Vân Thần Điện. Lục Thiên Vân, Lục Kinh Thần phụ thân, Hắc Bảo Nhân hơi hơi ngoài ý muốn. Không sai, mặc dù Lục Kinh Thần là hiện tại Thiên Vân đế vực vực chủ, trưởng quản Thiên Vân Thần Điện. Thế nhưng Lục Thiên Vân 89 phần 10 còn chưa có chết. Quỷ lão gật gật đầu, lại nhìn về phía Hắc Bảo Nhân nói, đại ca, người tu vi. Yên tâm, người còn không tin tưởng đại ca năng lực a, đoạn thời gian trước ta đi một chuyến quỷ hỏa hoang sơn, không cần bao lâu, ta liền có thể trở lại đỉnh phong. Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt lắc lắc đầu. Vậy là tốt rồi, quỷ lão lúc này mới thở dài một hơi. Lần này tới, ta liền là đến nhìn xem ngươi. Qua một đoạn thời gian, ta liền muốn ly khai. Hắc Bảo Nhân cười nhạt nói. Ly khai, quỷ lão sắc mặt biến hóa, đại ca, cùng ta ở trong này không tốt sao? Chí ít, Thiên Vân Thần Điện không ai dám đối ta vô lễ. Lưu ở nơi này, Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, nơi này, không cho được ta muốn đổ vật. Đại ca là muốn báo thù, quỷ lão hít sâu một cái nói, ngữ khí cũng biến băng lạnh. Đương nhiên đây không phải châm đối Hắc Bảo Nhân, mà là châm đối bọn họ cửu nhân. Ân, ngươi hẳn là minh bạch đại ca là dạng người gì, nếu là không thể báo thù, sống sót còn có cái gì giá trị? Hắc Bảo Nhân tự giễu cười nói. Đại ca, ta giúp ngươi. Quỷ lão kiên định gật gật đầu. Không, Hắc Bảo Nhân hơi hơi lắc lắc đầu, ngươi hẳn là biết rõ bọn họ thực lực, bằng ngươi ta hiện tại lực lượng, còn xa xa không đủ, huống chi. Ta nghĩ công tử sẽ thay ta báo thù. Một ngày nào đó, ta sẽ nhường U Minh địa ngục những người kia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Công tử, quỷ lão hơi sững sờ, kinh ngạc nói, đại ca, người thần phục người khác. Người nọ là ai? Hắc Bảo Nhân cười thần bí, nhìn về phía chân trời, vô cùng chắc chắn nói, hắn là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, thái cổ thần giới sẽ bởi vì hắn mà khác biệt. Vạn La đế vực. Một tòa đại điện bên trong. Bầu không khí 10 phần kiềm chế, Vạn La đế vực vực chủ, hướng ra gia chủ hướng Vạn Đạo ngồi ngay ngắn ở đại điện thủ tọa phía trên, băng lãnh khí tức tản ra. Đại điện bốn phía, đứng đấy không ít người ảnh, toàn bộ đều trầm mặc, liền hô hấp đều 10 phần cẩn thận. Đại điện trung ương, quỳ một đạo hắc bào thân ảnh, sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên, người này liền là dẫn đội huyết tẩy thiên vũ vực đại đế cường giả. Phế vật, đường đường đại đế. Liền một cái nho nhỏ thiên vũ vực đều không diệt được. Hướng Vạn Đạo hừ lạnh một tiếng, hoảng sợ chi uy bao phủ mà ra. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, quỳ ở đại điện trung ương hắc bào thân ảnh đầu nằm dạp trên mặt đất. Hắn mặc dù là đại đế, có thể ở trước mặt Hướng Vạn Đạo, nhưng ngay cả đầu đều nhấc không nổi. Vực chủ, việc này không phải Hướng Tuyệt sai,
sai ở cái kia lục ra. Thật lâu, một cái lão giả tiến lên một bước, hơi hơi khom người nói, lục gia thâm tàng bất lộ, dĩ nhiên có nhiều như vậy đại đế cảnh cường giả, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ uy hiếp đến ta Hướng gia địa vị. Đám người gật gật đầu, thần sắc cũng biến vô cùng ngưng trọng lên. Hướng gia sở dĩ có thể thống trị bách vực, thứ nhất là thực lực đầy đủ cường đại, có thể uy áp bách vực, nhưng bách vực liên tục không ngừng cung cấp tu luyện tư nguyên. Nhưng hiện tại, lục gia xuất hiện nhiều như vậy đại đế cường giả, này rõ ràng là muốn đánh vỡ cân bằng. Một khi đánh vỡ cân bằng, Hướng gia đánh mất thống trị địa vị, gia tộc tài nguyên tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Dù sao, Thiên Vũ vực nằm ở Vạn La đế vực quản hạt bách vực trung ương, lục gia tất nhiên sẽ cùng Hướng gia đoạt địa bàn, đây là căn bản không có khả năng có bất luận cái gì cải biến. Hướng gia thống trị địa vị dao động, đây là Hướng gia tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Vực chủ, lão hủ nguyện ý tiến về Vạn La đế vực, hủy diệt lục gia, thuận tiện bắt sống Kiếm Hồng Trần. Lại một cái lão giả đứng dậy, trên người khí tức 10 phần đáng sợ, chí ít không phải quỳ ở đại điện trung ương Hướng Tuyệt có thể so sánh. Gia chủ, lão hủ nguyện ý tiến về, thuộc hạ xin chiến, lần lượt từng bóng người ra khỏi hàng, bọn họ cũng không phải đồng tình Hướng Tuyệt, mà là lo lắng lục gia, lo lắng Hướng gia thống trị địa vị bị dung chuyển. Hướng Vạn Đạo cau mày, trong đầu lóe qua nguyên một đám ý niệm, cuối cùng đảo qua toàn trường tu sĩ, cuối cùng mở miệng nói, tam trưởng lão, do ngươi dẫn đội, có thể tùy ý tuyển đại đế cảnh hậu kỳ phía dưới đại đế 8 tên, ắt phải diệt lục gia. Là, vực chủ, trong đó một cái hôi bào lão giả khom người một xá nói, lão giả tên là Hướng Cảnh Vũ, Hướng gia tam trưởng lão, đại đế cảnh hậu kỳ tu vi. Phóng tầm mắt Vạn La đế vực, cũng là không nhiều cao thủ. Hướng Tuyệt, hy vọng ngươi có thể lập công chuộc tội. Hướng Vạn Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Là, Hướng Tuyệt một mặt mừng rỡ, cung kính một xá nói. Ở hắn nhìn đến, có tam trưởng lão Hướng Cảnh Vũ dẫn đội, cơ hồ có thể một đường quét ngang, lục gia lại tính là gì, còn không phải chỉ có bị chém giết phần. Giờ phút này Hướng Vạn Đạo, cũng đã không có quá mức chú ý Tiêu Phàm, mối thù giết con, ở hắn nhìn đến, xa xa không có gia tộc địa vị đến trọng yếu. Hôm sau, Hướng Cảnh Vũ mang theo Hướng Tuyệt ở bên trong 8 tôn đại đế, mấy trăm thần vương cảnh, trùng trùng điệp điệp hướng về Thiên Vũ vực tiến đến. Đồng dạng sự tình, cũng phát sinh ở Đại Hoang đế vực, Thương Lan đế vực cùng Phong Lôi đế vực, bất quá này ba đại đế vực đối Thiên Vũ vực cừu hận rõ ràng không bằng Vạn La đế vực. Dù sao, bọn họ chỉ là muốn báo thù, cũng không có lợi ích phân tranh. Về phần những cái kia cổ vực, cũng đã tham dự không đến trận chiến tranh này bên trong, cổ vực mặc dù có đại đế tọa chấn, nhưng cùng lục gia so sánh, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đương nhiên, bọn họ cũng không có rời đi, vẫn ở chỗ cũ Thiên Vũ vực vây quét mặt khác sơ giai tu sĩ. Thiên Võ Thần Sơn, cự ly 4 đại đế vực 4 tôn đại đế cùng lục gia chiến đấu đã qua hơn 2 tháng, từ khi đó 4 tôn đại đế bị trọng thương sau đó, Thiên Võ Thần Sơn cũng tạm thời khôi phục bình tĩnh. Bất quá, Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ lại là càng ngày càng ít, hơi có vẻ hoang vu, cùng 2 tháng trước tình cảnh hoàn toàn khác biệt. 2 tháng này thời gian, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng một mực đợi ở Thiên Võ Thần Sơn lòng đất chỗ sâu, mặc cho Lục Kinh Thiên người như thế nào tìm kiếm, cũng không có tìm tới bọn họ bất luận cái gì bóng dáng. Mấy người liền tựa như lăng không bốc hơi đồng dạng, này khiến Lục Kinh Thiên tức giận đến cực điểm, hắn nhưng là muốn bắt sống mấy người, lại đem Tiêu Phàm dẫn đi ra a. Hơn nữa, hiện tại thế cục cũng chậm chậm vượt ra khỏi lục gia khống chế, Lục Kinh Thiên thu đến tình báo, Vạn La đế vực chờ 4 đại đế vực, đang trùng trùng điệp điệp hướng về lục gia chạy đến. Lục gia mặc dù cũng đã xưa đâu bằng nay, thậm chí làm xong cùng Vạn La đế vực một trận chiến chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút không có yên lòng. Thời gian không đủ, không đủ a. Lục Kinh Thiên ngồi ở trong đại điện, sắc mặt có chút sốt ruột, trên mặt lộ ra ngoan tuyệt. Gia chủ, không cần lo lắng, lại có thời gian nửa tháng, đừng nói một cái Vạn La đế vực, liền là 3 cái, 10 cái Vạn La đế vực, ta lục gia cũng không sợ. Một bên một cái lão giả mở miệng nói, chính là lục gia đại trưởng lão. Oanh, vừa dứt lời, Thiên Võ Thần Sơn đột nhiên run lên bần bật. Ngay sau đó một tiếng kinh thiên nổ vang vang vọng tứ phương, hư không đều run lẩy bẩy. Đến,
Lục Kinh Thiên sắc mặt âm trầm, nhìn về phía một bên Lục gia đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, để cho ta tra bên kia nhanh một điểm, bên này ta đứng vững. Là, gia chủ, đại trưởng lão gật gật đầu, nháy mắt biến mất ở trong đại điện. Hừ, người nào cũng vô pháp ngăn cản ta Lục gia quật khởi, đều đi theo ta, chuẩn bị nghênh chiến. Lục Kinh Thiên nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên xông ra đại điện, hướng về chân trời lao đi. Trong hô hấp, Lục Kinh Thiên liền xuất hiện ở Thiên Võ Thần Sơn không trung, ở sau lưng hắn, lại là đứng đấy 10 đạo thân ảnh, ngoại trừ lần trước 7 người, bây giờ lại nhiều 2 người. Tăng thêm Lục Kinh Thiên, có thể liền tương đương với 11 tôn đại đế cường giả, dạng này lực lượng, đã để Lục gia dám cùng đế vực khiêu chiến. Lục gia người, cút ra đây nhận lấy cái chết. Một tiếng hét lớn truyền đến, lại là nhìn thấy Thiên Võ Thần Sơn bên ngoài, Hướng Tuyệt đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Lại là ngươi, lần trước tha cho ngươi một cái mạng chó, còn muốn đến chịu chết sao? Lục Kinh Thiên cười lạnh không thôi. Lần trước các ngươi nhiều người mà thôi, một lần này, Thiên Vũ vực tai kiếp khó thoát. Hướng Tuyệt hừ lạnh nói, lần trước bị thiệt lớn, trong lòng của hắn thế nhưng là vô cùng khó chịu. Bây giờ Hướng gia nhiều người như vậy đến, càng là có tam trưởng lão Hướng Cảnh Vũ tọa chấn, Hướng Tuyệt lòng tin 10 phần. Theo lấy Hướng Tuyệt thoại âm rơi xuống, lại có 7 đạo thân ảnh lách mình mà ra, đứng ở Hướng Tuyệt bên cạnh. Liền bằng các ngươi những người này, còn chưa đủ, Lục Kinh Thiên khinh thường nói, nhưng trong lòng là hơi hơi trầm xuống. Lại tăng thêm chúng ta đây, còn có bản đế, từng đạo thanh âm vang lên. Thiên Võ Thần Sơn mặt khác 3 cái phương hướng, lại xuất hiện 6 tôn đại đế, hiển nhiên là Đại Hoang đế vực, Phong Lôi đế vực cùng Thương Lan đế vực người. Hướng ra 8 tôn đại đế, tăng thêm này 6 tôn, hết thảy 14 tôn, dạng này lực lượng, cũng đã nhiều năm không có tề tụ cùng nhau. Còn chưa đủ, Lục Kinh Thiên híp híp hai mắt, phất tay, hắn sau lưng lại xuất hiện 4 đạo thân ảnh, mỗi một cái đều là đại đế cảnh tu vi. Dù là đối mặt 14 tôn đại đế tiếp cận, Lục Kinh Thiên vẫn như cũ không hề sợ hãi. Lục Kinh Thiên, đã lâu không gặp, lúc này, đột nhiên lại có một đạo thanh âm vang lên, một cỗ vô cùng đáng sợ khí thế từ trên trời giáng xuống. Nghe được thanh âm này, Lục Kinh Thiên con người hơi hơi co rụt lại, trên mặt lóe qua một vòng chấn kinh chi sắc, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hắn con người tìm thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Lại là nhìn thấy một cái trung niên nam tử ngồi ở một cỗ xa hoa tỏa giá phía trên, một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Ở trong đó 5 nam tử bên người, đứng đấy 10 đạo thân ảnh, mỗi một cái trên người khí tức, đều vô cùng đáng sợ. Không có chút nào nghi vấn, những cái này đều là đại đế cảnh cường giả. Lục Kinh Thần, Lục Kinh Thiên nhe răng trợn mắt, trên mặt lộ ra tàn nhẫn, hận không thể lập tức xông đi lên đem Lục Kinh Thần tháo thành 8 khối. Năm đó tiểu nhi, không nghĩ đến không cẩn thận cũng đã lớn như vậy. Lục Kinh Thần cười nhạt một cái nói. Tiểu nhi, Lục Kinh Thiên nghe được lời này, trên trán nổi gân xanh, hắn cùng với Lục Kinh Thần chính là cùng thế hệ, lại bị gọi đùa tiểu nhi, này khiến hắn như thế nào không giận. Bất quá phẫn nộ về phẫn nộ, có thể đối mặt Lục Kinh Thần, hắn có một loại cảm giác bất lực. Cho dù là hắn bây giờ thực lực, ở trước mặt Lục Kinh Thần, xác thực giống như tiểu nhi một dạng. Lục Kinh Thần, người tới làm cái gì? Lục Kinh Thiên phẫn nộ nói, hắn không hy vọng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Nguyên bản hắn coi là Lục Kinh Thần lấy được nơi này tin tức, hắn Lục gia cũng đã đứng vững vàng gót chân, đến lúc đó đối mặt Thiên Vân Thần Điện, cũng có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng sự tình hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, Lục gia dĩ nhiên liền nhanh như vậy chạy đến, hơn nữa còn mang theo 10 tôn đại đế cường giả. Ta tới làm cái gì, người cái này không phải biết còn hỏi sao? Lục Kinh Thần ý vị thâm trường cười một tiếng, nói ta Lục gia đồ vật thất lạc ở ngoài thời gian dài như vậy, cũng đã đủ dài. Người Lục gia đồ vật, Lục Kinh Thiên ngửa mặt lên trời nộ khiếu, Lục Kinh Thần, người đây là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Nơi này nhưng không có người Lục gia đồ vật, mặc dù có, cũng là ta Lục gia. Không giống sao, Lục Kinh Thần thần sắc như thường. Một bộ không có chút rung động nào bộ dáng. Lục Kinh Thần, từ đâu tới đây, lăn về đi đâu, nơi này thế nhưng là Vạn La đế vực địa bàn. Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng. Nghe được lời này, Hướng người nhà cũng nhíu mày,
Tuy nhiên bọn hắn biết rõ Lục Kinh Thiên là ở Khích Bác Ly Gián, nhưng trong lòng vẫn như cũ vô cùng khó chịu. Đại Hoang Đế Vực, Thương Lan Đế Vực cùng Phong Lôi Đế Vực đại đế cảnh cường giả đến, thế nhưng là chiếm được Vạn La Đế Vực cho phép. Nhưng, Thiên Vân Đế Vực lại là không mời mà tới, đây là đang gây hấn Vạn La Đế Vực sao? Chủ yếu nhất là, Lục Kinh Thần dĩ nhiên tự mình đến này, đây chính là giá trị phi phàm. Lục Vực Chủ, nơi này là ta Vạn La Đế Vực địa bàn, ngươi vì sao mà đến? Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là hướng ra tam trưởng lão hướng Cảnh Vũ đột nhiên từ trên chiến thuyền đạp không mà lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lục Kinh Thần. Hướng Cảnh Vũ trưởng lão, bản đế tới đây, chỉ là muốn thu hồi ta Lục gia đồ vật mà thôi, ta nghĩ, coi như hướng vạn đạo biết, cũng sẽ không trách tội, quay đầu bản đế lại hướng vạn đạo bồi tội. Lục Kinh Thần trên mặt một mực treo tiếu dung. Hiểu rõ Lục Kinh Thần người đều biết rõ, người này chính là một cái khẩu Phật tâm xà, tấm kia ấm áp dưới mặt, thế nhưng là cất giấu một thanh đao nhọn, tùy thời khả năng đâm về hắn địch nhân. Như thế tốt nhất, hướng Cảnh Vũ hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng Lục Kinh Thần. Kỳ thật hắn nội tâm chỗ sâu, cũng vẫn là hy vọng Lục Kinh Thần cùng Lục Kinh Thiên phát sinh chút xung đột, tốt nhất là đồng quy vô tận, dạng này cũng để tránh bọn họ động thủ. Đương nhiên, bọn họ cũng biết rõ, Lục Kinh Thần thế nhưng là cùng hướng vạn đạo một cái tầng thứ nhân vật, Lục Kinh Thiên muốn giết hắn cơ bản không có khả năng. Lục Kinh Thiên, đem ta Lục ra đồ vật cho bản đế lập tức ly khai, các ngươi sự tình, bản đế cũng không tham dự, như thế nào? Lục Kinh Thần lại nhìn về phía Lục Kinh Thiên nói. Không làm sao, Lục Kinh Thiên lạnh lùng đáp lại. Đem huyết ma luyện ngục cho ngươi, nếu như cho ngươi, ta Lục ra lại như thế nào cường đại? Ngươi là đem ta Lục Kinh Thiên làm đồ đần sao? Một khi không có huyết ma luyện ngục, đừng nói ngươi Thiên Vân Thần Điện, liền là đối mặt Vạn La Đế Vực, ta Lục gia đều không phải đối thủ. Lục gia sở dĩ cường đại, không phải liền là bởi vì huyết ma luyện ngục sao? Đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không trân quý. Lục Kinh Thần trên mặt tiếu dung biến mất, chậm rãi biến băng lạnh, hướng Cảnh Vũ, bản đế liền giúp ngươi hướng ra rõ ràng những cái này chướng ngại a. Dứt lời, Lục Kinh Thần nhàn nhạt phất phất tay, hắn sau lưng 10 tôn đại đế cường giả bỗng đạp không mà lên, nhao nhao hướng về Thiên Võ Thần Sơn vồ giết mà đi. Thiên Võ Thần Sơn chung quanh đại trận mặc dù rất mạnh, có thể ngăn cản đại đế cảnh phía dưới tu sĩ, nhưng nếu muốn vây khốn đại đế vẫn là rất khó. 10 tôn đại đế không có chút nào giữ lại xuất thủ, đại trận vẻn vẹn kiên trì một cái hô hấp thời gian, liền bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang vụ biến mất. Lại đánh nhau, lòng đất chỗ sâu, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cảm nhận được mặt đất chấn động, sắc mặt biến hóa. Tiểu Hắc, nhanh một chút để cho chúng ta nhìn xem bên ngoài tình hình chiến đấu. Nam Cung Tiêu Tiêu hét lớn. Tiểu Hắc tự nhiên như Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ mong muốn, một hình ảnh lần nữa xuất hiện, vừa mới bắt gặp 10 tôn đại đế nộ sát mà tới. Nhiều như vậy đại đế, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người bị trước mắt một màn làm cho sợ hết hồn. Bình thường thần vương cảnh cũng khó khăn tìm tới một cái, nhất là ở Thiên Vũ Vực. Nhưng hiện tại, đại đế dĩ nhiên đều là thành quần kết đội, này khiến bọn họ như thế nào không kinh ngạc đây. Kia tựa như là Thiên Vân Đế Vực Lục gia, Cổ Nhược Trần ánh mắt hơi hơi lóe lên. Thiên Vân Thần Điện Điện Chủ, Lục Kinh Thần, Quân Nhược Hoàn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở xa hoa tỏa giá phía trên Lục Kinh Thần, đáy mắt chấp lóe bắn ra bốn phía. Lục Kinh Thần. Cổ Nhược Trần bỗng nhiên hút một hơi, nói chuyện văn này Lục Kinh Thần sớm đã đột phá đại đế hậu kỳ, hiện tại đoán chừng đã là đại đế đỉnh phong đi, hắn tự mình đến, Lục Kinh Thiên đoán chừng muốn thảm. Họa diện bên trong, 20 tôn đại đế kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ, so với 2 tháng trước, càng thêm kịch liệt không ít. Hơn nữa, nơi xa còn có 14 tôn đại đế nhìn chằm chằm, mà Lục gia lại chỉ có Lục Kinh Thiên một người. Người không phát hiện. Lục gia đại đế cảnh cường giả cũng nhiều sao. Quân Nhược Hoan lại là lắc lắc đầu, Lục Kinh Thiên có lẽ không làm sao, nhưng không muốn xem thường huyết ma luyện ngục. Mau nhìn, Vạn La Đế Vực cũng phải động thủ, thí thần hét lớn. Thiên Vân Đế Vực kéo lại Lục Kinh Thiên người, Vạn La Đế Vực tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đây là diệt đi Lục gia tốt nhất cơ hội. Quân Nhược Hoan trầm giọng nói. Thiên Vũ Vực đệ nhất thành, nơi này đã sớm trở thành một phiến phế tích. Thây ngang khắp đồng,
thảm liệt đến cực điểm. Cũng liền ở lúc này, hư không đột nhiên một trận vặn vẹo, sau đó xé ra một đạo lỗ hổng, một đầu hư vô thông đạo bỗng nhiên xuất hiện, bên trong đen kịt một phiến. Động tĩnh mặc dù không lớn, nhưng là không nhỏ, bốn phía không ít tu sĩ nghe vậy, toàn bộ đều hướng về bên này bay tới. Truyền tống thông đạo, đoàn người nhìn thấy cái kia màu đen thông đạo, một mặt kinh ngạc, không ít người càng là xông tới. Rốt cục đi ra, lúc này, một đạo an ủi thanh âm từ hắc sắc thông đạo bên trong vang lên, ngay sau đó, ba đạo thân ảnh thoáng hiện, bỗng nhiên xuất hiện ở không trung. Đệ nhất thành không trung, ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, cầm đầu là một cái hắc bào nam tử, một bộ hắc bào gọn gàng, mái tóc dài đen óng trong gió bay lên, cả người cho người ta một loại lăng lệ cảm giác. Hắc bào nam tử tự nhiên không phải kẻ khác, chính là từ Bách Sát chiến trường đi ra Tiêu Phàm. Những năm gần đây, Tiêu Phàm đã sớm cởi ra đã từng loại kia non nớt, lộ ra càng ngày càng thành thục. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy hai người là Hùng Lân cùng Ba Thần, hai người hiếu kỳ đánh giá cái này mới lạ thế giới, tham lam hít sâu mấy khẩu khí. Nơi này liền là Thái Cổ Thần Giới, Hùng Lân tựa như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng liếc nhìn lấy tứ phương. Là Thái Cổ Thần Giới, Ba Thần hít sâu mấy khẩu khí. Hắn và Hùng Lân đã từng cũng là ở trên vùng đất này lớn lên, chỉ là về sau hai người đều tiến nhập Bách Sát chiến trường mà thôi. Rốt cục trở về, Hùng Lân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía một bên Tiêu Phàm nói, công tử, chúng ta hiện tại đi đâu? Tiêu Phàm lại tựa như không có nghe được Hùng Lân lời nói đồng dạng, hắn con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn ánh mắt chiếu tới, toàn bộ đều là phế tích cùng thi thể. Không khí bên trong đều tiêu tán lấy nồng đậm huyết tinh chi khí, chiến hỏa khắp nơi. Nơi này là đệ nhất thành, Tiêu Phàm trong lòng khẽ run lên, đệ nhất thành mặc dù bị hủy không còn hình dáng, nhưng hắn hay là từ một chút kiến trúc phán đoán ra. Chỉ là trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm không cách nào tiếp nhận cái này kết quả. Bản thân không muốn phát sinh sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh sao? Tiêu Phàm trong lòng tự hỏi. Tiểu tử! Đem các ngươi từ bí cảnh bên trong lấy được đồ vật giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đột nhiên, một tiếng quát to cắt đứt Tiêu Phàm tâm thần, lại là cả người khoác hắc sắc chiến giáp nam tử trung niên mở miệng. Bí cảnh, Tiêu Phàm nhíu mày, quay đầu nhìn sau lưng truyền tống thông đạo một cái, truyền tống thông đạo không có chủ trì, cũng đã sắp biến mất. Trước mắt những người này, hiển nhiên là hiểu lầm, coi là Tiêu Phàm là tiến nhập một cái nào đó bí cảnh. Lấy được khó lường bảo bối. Các ngươi là người nào? Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Chúng ta là người nào? Hắc giáp nam tử tà tà cười một tiếng, liếm liếm bờ môi, nói ta chính là Huyền Nguyệt Cổ Vực Trấn Nam Thần Vương Nguyệt Trấn Nam. Nguyệt Trấn Nam, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, cái tên này nhường hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Hồi tưởng một cái, Tiêu Phàm đối trước mắt người có chút ấn tượng. Lúc trước hắn bị khu trừ Thiên Võ Thần Sơn, Huyền Nguyệt Cổ Vực đến một cái gọi là Trấn Nam Thần Vương, muốn bắt hắn Tiêu Phàm. Đáng tiếc Tiêu Phàm sớm mấy bước rời đi Thiên Võ Thần Sơn, cũng không có nhìn thấy Nguyệt Trấn Nam mà thôi. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, bản thân dĩ nhiên còn có thể ở trong này gặp gỡ Nguyệt Trấn Nam. Mấy năm trước Nguyệt Trấn Nam thế nhưng là có thể cùng Lục Kinh Thiên khiêu chiến nhân vật, có thể mấy năm trôi qua, Tiêu Phàm cũng đã không cần mắt nhìn thẳng hắn. Các ngươi nhìn thấy Trấn Nam Thần Vương, còn không quỳ xuống. Trấn Nam Vương, mấy người này đoán chừng là Thiên Vũ Vực Dư Nghiệt, thuộc hạ chờ lệnh, diệt bọn họ ba người, chấm dứt hậu hoạn. Thuộc hạ nguyện ý một trận chiến. Người chung quanh nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi đây, tức khắc bắt đầu la ầm lên. Hùng Lân cùng Ba Thần hai người nhíu mày, thiếu chút nữa thì nhìn không được một bàn tay chụp chết bọn họ, bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm bất phi sở động bộ dáng. Hai người cũng không có tự tiện động thủ. Nhưng mà lúc này, bình tĩnh Tiêu Phàm trên người, đột nhiên chán phóng sát ý lạnh như băng, hư không nháy mắt kết thành từng đạo hàn băng. Cách Tiêu Phàm gần nhất Hùng Lân cùng Ba Thần đều khẽ run lên, cỗ kia hàn ý, để bọn hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Thiên Vũ Vực Dư Nghiệt, Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, con người hiện ra lãnh quang. Giống như một đầu hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm đối diện 20-30 người. Nghe được Thiên Vũ Vực Dư Nghiệt mấy chữ này, Tiêu Phàm trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng.
Nhìn thấy đệ nhất thành bị hủy diệt, hắn thể nội liền đã tích góp một cỗ lửa giận, thiếu chút nữa thì không bộc phát ra. Nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ còn ôm lấy một tia hy vọng đệ nhất thành đại bộ phận người đều có thể chạy trốn. Nhưng nghe được những người này vênh váo hung hăng lời nói, Tiêu Phàm trong lòng kia còn sót lại một điểm hy vọng, cũng nháy mắt bị đánh nát. Huyền Nguyệt cổ vực những người này, hiển nhiên không phải mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở đây, đệ nhất thành mảnh này phế tích cùng này đầy đất thi thể, 8-9 phần 10 liền là bọn họ làm. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, Nguyệt Chấn Nam thân thể đều khẽ run lên, bất quá vẫn là lấy dũng khí nói, quả nhiên là thiên vũ vực dư nghiệt, vậy liền lưu không được ngươi. Dứt lời, Nguyệt Chấn Nam đưa tay vung lên, Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ tức khắc trùng thiên mà lên, hướng về Tiêu Phàm ba người đánh tới. Giữ lại cái gì kia cẩu thí Chấn Nam thần vương, những người khác, toàn bộ làm thịt. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, sát khí cũng triệt để bạo phát ra. Liền bằng các ngươi ba người, cũng muốn. Nguyệt Chấn Nam cười lạnh không thôi. Bọn họ những người này, thế nhưng là có mấy cái thần vương cường giả, mặt khác cũng đều là cổ thần cảnh, quét ngang thiên vũ vực đều là bình thường, há lại sẽ e ngại Tiêu Phàm ba người. Nếu như Nguyệt Chấn Nam nhìn thấy Tiêu Phàm lúc đầu hình dạng, có lẽ hắn liền sẽ không bình tĩnh, đáng tiếc, Tiêu Phàm một mực duy trì kiếm hồng trần dung mạo. Lời chưa nói xong, Nguyệt Chấn Nam thanh âm két két mà dừng, Tiếu Dung cũng nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Chỉ thấy một cỗ không thể địch nổi uy áp từ Tiêu Phàm một bên khôi ngô nam tử trên người bộc phát mà ra, tựa như bóp ở đây tu sĩ cổ họng một dạng. Những cái kia phóng tới Tiêu Phàm người, cũng toàn bộ đều lơ lửng ở hư không, trên mặt đều là hoảng sợ. Chết, khôi ngô nam tử hừ lạnh một tiếng, 20-30 người ngoại trừ Nguyệt Chấn Nam bên ngoài, những người khác toàn bộ đều nổ tung, bao quát trong đó mấy cái thần vương cảnh cường giả. Nguyệt Chấn Nam con người kịch liệt thu hẹp, trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ, run rẩy phun ra mấy chữ, ngươi, các ngươi là ai? Tiêu Phàm không có trả lời hắn, mà là hư không dạo bước, đi tới Nguyệt Chấn Nam trước người, đôi mắt bên trong trán phóng hai đạo lục quang, nháy mắt xuất vào Nguyệt Chấn Nam mi tâm. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, Nguyệt Chấn Nam con người từ từ biến ngây dại ra, ngã oặt ở hư không. Bốn đại đế vực, tám đại cổ vực, tốt, rất tốt. Một lát sau, Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt nói ra, trên người hàn ý càng ngày càng thịnh. Ngươi là ai? Ngươi đối ta làm cái gì? Nguyệt Chấn Nam cũng tỉnh táo lại, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta là ai? Tiêu Phàm giữ tợn cười một tiếng, lập tức thân thể một trận biến hóa, nháy mắt biến thành lúc đầu dung mạo, hiện tại ngươi có biết rõ ta là ai? Tiêu Phàm, Nguyệt Chấn Nam run rẩy mở miệng, thân thể cũng đã không có bất luận cái gì khí lực. Hắn đã từng nhìn qua Tiêu Phàm dung mạo, người trước mắt, liền là mấy năm trước đột ngột biến mất Tiêu Phàm không thể nghi ngờ. Mấy năm không gặp, Tiêu Phàm dĩ nhiên đã cường đại đến dạng này cấp độ, hơn nữa bên người hai cái cấp dưới, dĩ nhiên cũng nhìn không thấu mảy may. Hiện tại biết rõ ta là ai, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một đạo sắc bén lãnh quang. Ý niệm khẽ động, Nguyệt Chấn Nam chỉ cảm giác linh hồn kịch liệt run rẩy một chút, liền mất đi chi giác. Con người cũng biến vô thần lên, hiển nhiên đã là chết, không nhìn Nguyệt Chấn Nam thi thể, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời, từng chữ nói, ta trở về. Vạn La Đế Vực, Vạn La Đế Thành. Một gian khách sạn bên trong, có một tòa tiểu viện mấy tháng trước, đến một cái cổ quái khách nhân tiến vào tiểu viện bên trong sau, liền cũng không còn đi ra. Khách sạn người đều vô cùng kinh ngạc, nhất là trưởng quỹ cùng tiểu nhị. Bọn họ mấy lần coi là kia khách nhân cũng đã rời đi. Nhưng làm bọn họ tới gần tiểu viện cửa ra vào thời khắc, lại là nghe được bên trong trầm trọng tiếng lẩm bẩm. Này khiến trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị 10 phần cổ quái, bọn họ này khách sạn, có thể cũng coi như là Vạn La Đế Vực cực kỳ phồn hoa mấy gian khách sạn một trong. Nhưng bọn họ nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua dạng này khách nhân, một ngủ liền là ngủ hơn mấy tháng. Nếu như nói tu luyện, đừng nói mấy tháng, liền là mấy năm, mấy chục năm cũng rất bình thường, nhưng là đi ngủ mấy tháng, liền 10 phần không bình thường. Nếu không phải cái này cổ quái khách nhân giao đầy đủ thần thạch, trưởng quỹ đã sớm đem này khách nhân đuổi đi. Nhưng mà, một ngày này, trong phòng tiếng lẩm bẩm rốt cục ngừng lại, không lâu sau đó, gian phòng cánh cửa két một tiếng mở ra, một cái trung niên nam tử đi ra. Giấc ngủ này dễ chịu,
Nam tử trung niên duỗi ra lưng mỏi, trên mặt lộ ra thỏa mãn tiếu dung. Khách quan, ngài cần cái gì sao? Một đạo thân ảnh xuất hiện ở tiểu viện cửa ra vào, lại là khách sạn trưởng quỹ, nhìn thấy nam tử trung niên tỉnh, vội vàng đi tới. Bách sát chiến trường kết thúc không? Nam tử trung niên không đáp hỏi ngược lại. Kết thúc, cũng đã kết thúc hơn 3 tháng. Trưởng quỹ hồi đáp, cổ quái nhìn xem nam tử trung niên. Kết thúc, nam tử trung niên thần sắc nghiêm lại, nói có thể nghe nói qua thiên vũ vực một cái gọi là kiếm hồng trần người. Kiếm hồng trần, trưởng quỹ sắc mặt hơi hơi biến đổi, lập tức lắc lắc đầu nói, không có. Không có người biến sắc làm cái gì? Nam tử trung niên ánh mắt lạnh lẽo, hắn không thích kẻ khác đối với hắn nói láo. Một cỗ cường hoành khí tức mãnh liệt mà ra, trưởng quỹ sắc mặt trắng nhợt, tựa như một phiến trời sập xuống đồng dạng, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Nói, nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, tựa như chỉ cần trưởng quỹ nói láo nữa, liền muốn giết hắn một dạng. Trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn thế nhưng là thần vương cảnh a, vậy mà ở trước mắt cái này nam tử trung niên trước mặt không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chẳng lẽ đây là một tôn đại đế? Trưởng quỹ trong lòng chợt lạnh, chỗ nào còn dám giấu giếm, chi tiết nói ra, tiền bối, ta thực sự chưa thấy qua, chỉ là nghe nói kiếm hồng trần chết ở trong bách sát chiến trường. Chết, nam tử trung niên mở chừng hai mắt, không tin nói, không có khả năng, kẻ này làm sao có thể chết. Tiền bối, ta cũng chỉ là nghe nói, hắn khả năng không chết. Trưởng quỹ vội vàng giải thích nói, trong lòng lại bổ sung một câu, coi như hắn không ở trong bách sát chiến trường, bây giờ bốn đại đế vực, tám đại cổ vực cùng một chỗ vây công, hắn cũng tuyệt đối sống không được. Như thế tốt nhất, nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, tất nhiên bách sát chiến trường kết thúc, tiểu tử kia đoán chừng cũng 8-9 phần 10 tiến về thiên vũ vực. Vừa dứt lời, nam tử trung niên liền biến mất ở nguyên chỗ, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Cô kia áp lực biến mất, trưởng quỹ co quắp mềm ở trên mặt đất, run giọng nói cái này cường giả là vì kiếm hồng trần mà đến. Trên người hắn khí thế, không phải yếu hơn vực chủ a, ta vạn la đế vực thế nhưng là muốn giết kiếm hồng trần, nếu như. Trưởng quỹ không dám tiếp tục nghĩ, nếu như nam tử trung niên nhìn thấy vạn la đế vực đại đế cường giả muốn giết kiếm hồng trần, hủy diệt thiên vũ vực, đoán chừng vạn la đế vực tu sĩ muốn phiền toái. Muốn hay không đem việc này bẩm báo vực chủ đây? Lập tức trưởng quỹ lại bỗng nhiên lắc lắc đầu, nói thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, ta vẫn là không cần quản nhiều như vậy, đây không phải ta có thể tham dự. Lại nói Tiêu Phàm trở lại thiên vũ vực đệ nhất thành, diệt huyền nguyệt cổ vực nguyệt trấn nam đám người sau, liền nhanh chóng hướng thiên võ thần sơn tiến đến. Hắn đối nguyệt trấn nam thi triển chủng ma chi thuật, đọc đến nguyệt trấn nam ký ức, trong lòng sốt ruột đến cực điểm. Chỗ nào còn dám có nửa điểm dừng lại. Hùng Lân, ba thần, các ngươi khôi phục như thế nào? Tiêu Phàm hỏi. Chủ nhân, nhờ có ngươi ngọc cốt đế vương dịch, ta cũng đã khôi phục được đại đế trung kỳ. Ba thần hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại nhìn về phía Hùng Lân. Hùng Lân hồi đáp, công tử, ta cũng đã khôi phục được đại đế hậu kỳ. Tiêu Phàm nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Vì để cho ba thần bọn họ mau chóng khôi phục tu vi, Tiêu Phàm thế nhưng là hao tốn không ít tài nguyên, liền ngọc cốt đế vương dịch đều lấy ra không ít. Hơn nữa, không chỉ có ba thần cùng Hùng Lân đang khôi phục tu vi, tu la tổ giới bên trong năm đại thần thú, cũng bị Tiêu Phàm truyền tống đến nội thiên địa, để bọn hắn mau chóng khôi phục. Tiêu Phàm không biết bản thân sắp đối mặt cái gì, nhưng thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Nghĩ đến liệt thiên bọn họ cũng không sai biệt lắm. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, con ngươi âm trầm đến cực điểm, sắc bén ánh sáng khẽ quét mà qua. Công tử, phiến địa vực này không có gì cường giả a, chúng ta chậm rãi khôi phục tu vi cũng được, không cần lãng phí ngọc cốt đế vương dịch. Hùng Lân nghi ngờ nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, bắt đầu ta cũng cảm thấy dùng ngọc cốt đế vương dịch khôi phục tu vi lãng phí, hiện tại ta mới biết được, một chút đều không lãng phí, tiếp xuống, các ngươi muốn đối mặt. Thế nhưng là một nhóm đại đế. Một nhóm, ba thần hít một hơi lạnh, hắn đỉnh phong thời kỳ, cũng chỉ là đại đế hậu kỳ mà thôi, cũng không có đầy đủ thực lực đối mặt một nhóm a. Công tử yên tâm, cho dù là một nhóm, cũng phải chết. Hùng Lân lại là vỗ vỗ lồng ngực nói, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên.
Ba thần mở ra bạch nhãn, hắn đã sớm nhận biết Hùng Lân, biết rõ Hùng Lân cường hoành, dù sao, Hùng Lân thế nhưng là Táng đồ đệ, năm đó Táng săn bắt bọn họ thời điểm, Hùng Lân liền đối phó qua bọn họ. Như thế tốt nhất, Tiêu Phàm thần sắc hờ hững. Đoạn đường này bay qua, Tiêu Phàm không có nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh, toàn bộ đều là phế tích cùng thi thể, từng tòa thành trì bị hủy, nguyên một đám tu sĩ bị giết. Thậm chí, liền sơn mạch cũng bị hủy diệt hầu như không còn, đơn giản liền là cực kỳ bi thảm đổ sát. Hắn thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, lo lắng nhất liền là Tu La Điện đám người an nguy, khi hắn vừa mới dùng truyền tống ngọc phù cho Tu La Điện đám người truyền tin lúc, lại là không có thu đến bất luận cái gì hồi âm. Tiêu Phàm nội tâm gầm thét, nhất định đều muốn cho ta sống sót. Trên đường đi, Tiêu Phàm một mực trải qua nội tâm dày vò, mấy canh giờ sau, chân trời thỉnh thoảng truyền đến từng đợt kinh lôi thanh âm, một phiến cao vút trong mây sơn mạch in vào Tiêu Phàm bọn họ tầm mắt, hiển nhiên, Thiên Võ Thần Sơn đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thiên Võ Thần Sơn phía trên hư không không ngừng nổ tung, nguyên một đám to lớn hư vô hắc động cắn nuốt bốn phía tất cả, khí thế hung mãnh, vô cùng đáng sợ. Đại đế cảnh chiến đấu, ba thần thần sắc hơi hơi ngưng tụ, nơi xa tất cả nháy mắt lạc ấn ở hắn trong tầm mắt, đại đế cường giả thị lực, tự nhiên không phải bình thường mạnh lớn. Tiêu Phàm vận chuyển nghịch loạn chi đồng, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Thiên Võ Thần Sơn động tĩnh. 20 tôn đại đế chiến đấu, loạn thế lại muốn tới sao? Hùng Lân nhìn thấy một màn này, cũng nhíu mày. 20 tôn đại đế, dạng này đội hình, dù là đặt ở thượng cổ, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng a. Lại càng không cần phải nói ở nơi này nho nhỏ Thiên Vũ vực, bình thường liền thần vương cảnh đều rất ít gặp, thần vương đỉnh phong đều coi là đỉnh phong chiến lực. Nhưng hiện tại, 20 tôn đại đế ở Thiên Vũ vực giao chiến, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tiêu Phàm cũng sẽ không tin tưởng. Tiêu Phàm ba người ở trên một đám mây ngừng lại, cũng không có tới gần. Hùng Lân cùng ba thần mặc dù cũng đã khôi phục một chút tu vi, nhưng gặp gỡ 20 tôn đại đế, đoán chừng cũng không phải đối thủ. Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ đến, bốn đại đế vực, tám đại cổ vực vì hủy diệt Thiên Vũ vực, dĩ nhiên động lớn như vậy thủ bút. Đừng nói hủy diệt Thiên Vũ vực, liền là hủy diệt to lớn cổ vực, cũng là dễ như trở bàn tay a. Không đúng, đột nhiên, ba thần lông mày nhíu lại, chủ nhân ngươi trước đó nói, bốn đại đế vực là hủy diệt Thiên Vũ vực mà đến. Thiên Vũ vực nhưng không có đại đế cường giả, bọn họ đại đế làm sao tự tương tàn sát. Tiêu Phàm cũng lấy lại tinh thần, quan tâm sẽ bị loạn, hắn vừa mới bỏ qua Nguyệt Trấn Nam ký ức bên trong một chút mấu chốt tin tức. Lục gia lại có đại đế. Tiêu Phàm con người hơi co lại, kinh ngạc kêu đi ra. Hắn từng nghe Quân Nhược Hoan nói qua, Lục gia rất mạnh, khả năng có rất nhiều thần vương cảnh huyết ma, bất quá cũng không nghe nói có đại đế cảnh huyết ma a. Công tử, 20 cái đại đế trên người khí tức rất quỷ dị, giống như có dị ma khí tức, thế nhưng là lại không giống dị ma. Hùng Lân cũng nhíu mày. Không thể không nói, Hùng Lân nhãn lực cũng khá, vậy chiến đấu 20 tôn đại đế, có thể đều là Lục gia người. Vô luận là Thiên Võ Thần Sơn Lục gia, vẫn là Thiên Vân Thần Điện Lục gia, đều tu luyện huyết ma luyện thể đại pháp, tự nhiên nắm giữ huyết ma khí tức. Mà huyết ma chính là dị ma linh hồn biến thành, tự nhiên có dị ma khí tức. Huyết ma luyện thể đại pháp chính là Lục gia lão tổ dung luyện huyết ma tu luyện ra công pháp, cũng cải biến huyết ma khí tức, nên Hùng Lân cảm nhận được khí tức, lại cùng dị ma có rõ ràng khác nhau. Dị ma sao? Tiêu Phàm hơi trầm xuống, nhìn về phía Hùng Lân cùng ba thần nói, thượng cổ thời kỳ, cùng thái cổ thần giới chiến đấu dị ma rốt cuộc là cái gì? Hùng Lân cùng ba thần nhìn nhau một cái. Hai người người nào cũng không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng Hùng Lân hít khẩu khí nói, công tử, kỳ thật ta cũng không biết dị ma là thứ gì. Có đúng không? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hiển nhiên là không tin Hùng Lân mà nói. Hùng Lân thế nhưng là cùng dị ma chiến đấu qua, năm đó không địch lại mới có thể chạy trốn, bởi vậy mới có thể được chôn cất chân áp, hắn nói không biết dị ma là cái gì, này khiến Tiêu Phàm như thế nào tin tưởng. Chủ nhân! Hùng Lân xác thực không có lừa ngươi, chúng ta đều không biết rõ dị ma là cái gì, chỉ biết là bọn họ rất mạnh. Ba thần bất đắc dĩ cười khổ nói. Vậy bọn hắn là như thế nào nhô ra? Tiêu Phàm vẫn như cũ không tin. Chúng ta cũng không biết. Hai người đồng thời lắc lắc đầu,
Hùng Lân lại nói ra, biết rõ bọn họ lai lịch người, có lẽ chỉ có thái cổ thần giới cao cấp nhất kia một nhóm người. Chủ nhân trước khẳng định biết rõ, ba thần cũng gật gật đầu nói. Táng sao, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn trong đầu hồi tưởng lên táng biến mất thời khắc lưu lại lời nói, lưu cho Tiêu Phàm thời gian cũng đã không nhiều lắm. Lúc ấy nghe được câu nói này Tiêu Phàm cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm ẩn ẩn phát hiện, táng khả năng là ở nói cho hắn, dị ma có lẽ lại sẽ phủ xuống. Ta nhớ kỹ thái cổ thần giới bên ngoài, có gọi thiên hoang địa mới, chỗ kia các người biết sao? Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không cam lòng nói. Hùng Lân cùng ba thần nhẹ gật đầu, Hùng Lân mở miệng nói, chỗ kia, chúng ta không đi qua, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Ta nhớ kỹ sư tôn đã từng nói qua, thiên hoang là thái cổ thần giới biên hoang chiến trường, thủ hộ ở nơi đó, đều là thái cổ thần giới anh hùng. Anh hùng sao? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, đối thiên hoang chỗ kia, cũng tràn đầy một tia kính sợ. Hắn cũng biết rõ, Hùng Lân cùng ba thần, mặc dù đã từng đều là đại đế, nhưng biết rõ cũng hết sức có hạn, muốn từ bọn họ trong miệng lấy được một chút bí mật, tạm thời tới nói là không thể nào. Ha ha! Lục Kinh Thần, ngươi liền chỉ có dạng này thủ đoạn sao? Một đạo tiếng cuồng tiếu cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ. Thanh âm này Tiêu Phàm lại cực kỳ quen thuộc, ngoại trừ Lục Kinh Thiên còn có thể có ai? Làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi ở Thiên Võ Thần Sơn không trung Lục Kinh Thiên trên người lúc, con người cũng khẽ run lên, Lục Kinh Thiên trên người phát ra khí tức, dĩ nhiên nhường hắn có loại sợ hãi cảm giác. Lục Kinh Thiên dĩ nhiên cũng đột phá đại đế, Tiêu Phàm kinh hãi vô cùng. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ, Lục Kinh Thiên chỉ là thần vương cảnh trung kỳ tu vi a. Lúc ấy hắn còn âm thầm thề, chờ bách sát chiến trường kết thúc, liền muốn tiêu diệt Lục Kinh Thiên, nhưng bây giờ nhìn đến, này cơ hồ là không có khả năng. Đối mặt đại đế cảnh tiền kỳ, nếu như thi triển tu la cửu biến đệ tam biến, Tiêu Phàm ngược lại là có mấy phần sức tự vệ, nhưng nếu là đại đế trung kỳ, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải đối thủ. Ầm ầm, vừa dứt lời, không trung phía trên, ba đạo thân ảnh đồng thời bị đánh bay, giống như sao băng bị nện hướng trên mặt đất, từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh hướng về tứ phía bát phương lan tràn. Nguyên lai tú lệ linh khí sơn mạch, cũng toàn bộ đều biến cảnh hoang tàn khắp nơi, vô cùng thê thảm. Thiên Vân Thần Điện ba tôn đại đế lại bị đánh bay, này Lục gia đại đế làm sao có thể mạnh như vậy? Lục Kinh Thần mang tới người, thế nhưng là có hai cái đại đế hậu kỳ cường giả a. Liền bọn họ đều không phải đối thủ, đây chẳng phải là Lục gia có đầy đủ thần lực cùng đế vực tranh phong. Một cái không nổi danh thiên vũ vực nho nhỏ gia tộc, dĩ nhiên ẩn tàng sâu như vậy, như thế đáng sợ. Đoàn người nhìn thấy ba tôn đại đế bị đánh bay một màn, cũng là một trận sợ hãi, nhìn về phía Lục gia ánh mắt cũng lần nữa ngưng trọng lên. Nguyên bản bọn họ coi là năm đại đế vực, 25 tôn đại đế cường giả, hoàn toàn có thể nghiền ép Lục gia. Nhưng bây giờ bọn họ phát hiện, bản thân ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Lục gia hiện tại vẻn vẹn xuất động 10 tôn đại đế, có thể ai biết, Lục gia đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu đại đế cường giả đây. Tiêu Phàm cũng là mí mắt một trận cuồng loạn, Lục gia đại đế cường giả, dĩ nhiên chiếm cứ lấy thượng phong, đây cũng quá bất khả tư nghị. Thiên Vân Thần Điện ba tôn đại đế bị đánh bay, Thiên Võ Thần Sơn Lục gia tức khắc chống ra ba tôn đại đế cường giả. Toàn bộ đều điên cuồng hướng về mặt khác 7 người vồ giết mà đi. Vẻn vẹn một lát sau, Thiên Vân Thần Điện 8 tôn đại đế, cũng toàn bộ đều chiến bại, mặc dù không chết, nhưng cũng đã thua mất khí thế. Lục Kinh Thần, từ đâu tới đây, lăn về đi đâu, chuyện hôm nay, bản đế có thể không cùng ngươi truy cứu. Lục Kinh Thiên một mặt ngạo nghễ, nhìn thấy một màn này, trong lòng đại thạch cũng rốt cục để xuống. Một nhóm phế vật, Lục Kinh Thần gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Lục Kinh Thiên cách đó không xa, lạnh giọng nói, bản đế nếu đã tới, tự nhiên muốn đem ta Lục gia đồ vật mang đi. Lục Kinh Thiên nhìn thấy 10 tôn đại đế thủ hộ ở bên cạnh hắn, tức khắc đối chọi tương đối, không có mảy may e ngại, cười lạnh nói, là ta Lục gia. Có đúng không? Lục Kinh Thần nhe răng cười một tiếng. Một khắc sau, hắn bỗng biến mất ở nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện, đã là Lục Kinh Thiên trước người, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lục Kinh Thiên nơi nào sẽ nghĩ đến Lục Kinh Thần dĩ nhiên chiêu hô không đánh liền xuất thủ, khi hắn kịp phản ứng lúc, Lục Kinh Thần cũng đã một trường đánh tới. Cố kiệu uy thế, nhưng Lục Kinh Thiên cảm giác được hãi hùng khiếp vía.
Giết hắn cho ta, Lục Kinh Thiên giống to một tiếng, không có chính diện cùng Lục Kinh Thần giao phong, mà là nhanh chóng hướng về sau lưng thối lui. Ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn 10 tôn đại đế không chút do dự vọt lên, bọn họ tựa như không biết cái gì gọi là sợ chết một dạng. Huyết ma luyện thể đại pháp, quả nhiên không hổ là tiên tổ trí tuệ. Lục Kinh Thần không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại lộ ra tà tà tiếu dung. Hắn không có truy sát Lục Kinh Thiên, mà là khóa chặt 10 cái nhào về phía hắn đại đế cường giả, đồng thời, trên người hắn khí thế nhanh chóng kéo lên, chung quanh hư không toàn bộ đều sụp đổ. Một cái to lớn hắc động xuất hiện, 10 tôn đại đế hoàn toàn bị nuốt vào. Đoàn người ẩn ẩn có thể nhìn thấy, hắc động bên trong Lục Kinh Thần toàn thân chán phóng ánh sáng màu đỏ ngòm, sau lưng hiện lên một tôn trên trăm trượng đại huyết sắc hư ảnh. Huyết sắc hư ảnh mở ra bồn máu miệng lớn, dùng sức khẽ hấp, chung quanh 10 tôn đại đế trên người tức khắc chán phóng vô lượng huyết quang. Một cỗ bàng bạc lực lượng từ 10 tôn đại đế trên người mãnh liệt mà ra, bị Lục Kinh Thần sau lưng huyết sắc hư ảnh thôn phệ. Đồng thời, kia 10 tôn đại đế khí thế nhanh chóng yếu bớt, tựa như lực lượng đang nhanh chóng sói mòn một dạng. Làm sao có thể, Lục Kinh Thiên nhìn thấy một màn này, trực tiếp kinh kêu đi ra, một mặt không thể tin bộ dáng. Không có cái gì không có khả năng, các người mạch này dậm chân tại chỗ, tự cho là chiếm được huyết ma luyện ngục, liền có xoay người cơ hội, hôm nay bản đế liền nói cho ngươi, các người mạch này là cỡ nào buồn cười. Lục Kinh Thần ngông cuồng cười to, giống như một tôn ngập trời thần ma một dạng. Lục Kinh Thiên trên mặt lộ ra hoảng sợ, huyết ma luyện ngục thế nhưng là hắn Lục gia át chủ bài a, có thể bây giờ này át chủ bài, ở trước mặt Lục Kinh Thần dĩ nhiên không có bất cứ ý nghĩa gì. Lục Kinh Thần lại có khắc chế huyết ma phương pháp, chính như Lục Kinh Thần nói, bọn họ Lục gia tự cho là quý giá đồ vật, giờ phút này lại là cỡ nào buồn cười. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, các ngươi bị đào thải là chú định. Lục Kinh Thiên cười như điên nói. Lập tức hai tay chấn động, chung quanh 10 tôn đại đế toàn bộ bị đánh bay, trong đó có 8 người càng là trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận xương máu tràn ngập ở hư không. Có 2 người cũng bị hút hết lực lượng, thân thể suy yếu đến cực điểm, trùng điệp rơi đập ở trong Thiên Võ Thần Sơn, tóe lên vô số bụi bặm. Lục Kinh Thần sau lưng huyết sắc hư ảnh biến mất, không gian cũng chậm chậm phục hồi như cũ, nhưng giờ phút này Lục Kinh Thần trên người phát ra khí thế, lại là nhường người ở đây một trận sợ hãi. Dạng này thực lực, cũng quá đáng sợ, đại đế cảnh bên trong, lại có mấy người có thể địch. Lục Kinh Thần lăng không dạo bước, từng bước một kéo lấy Lục Kinh Thiên đi đến, đáng sợ đế uy bao phủ Lục Kinh Thiên, Lục Kinh Thiên toàn thân run rẩy, thể nội truyền ra từng đợt ken két nứt xương thanh âm. Năm đó tiểu thí hài, như trước vẫn là cỡ nào vô tri a. Lục Kinh Thần nhàn nhạt lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy coi thường. Thoại âm rơi xuống, Lục Kinh Thần đột nhiên trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng bắn ra, xông thẳng Lục Kinh Thiên mi tâm mà đi. Lục Kinh Thiên bị cỗ kia khí thế chấn áp, chỗ nào còn có sức phản kháng, hắn duy nhất có thể làm, liền là chờ chết. Không, Lục Kinh Thiên không cam lòng thét dài, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cũng khó trách hắn không cam lòng, hắn hao tốn cực lớn đại giới, dung hợp huyết ma mới đột phá đại đế cảnh, vốn coi là có thể quét ngang tất cả, nhường Lục gia một lần nữa đứng ở đỉnh phong. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, hắn còn không có kịp thi triển bản thân trả thù, liền cũng đã muốn chết. Phốc phốc, mắt thấy Lục Kinh Thiên sắp tử vong thời khắc, một tiếng vang giòn từ hư không truyền ra, lại là một vệt sáng lăng không xuất hiện, phá giải Lục Kinh Thần một kích. Ân, Lục Kinh Thần hơi nhíu mày, híp hai mắt nói, Lục Đạo Sơ, ta biết rõ ngươi không chết, cút ra đây a. Lục Đạo Sơ, đoàn người nghe được thanh âm này, đại bộ phận người lộ ra một mặt vẻ không hiểu, nhưng cũng có số ít người ngay tại chỗ biến sắc. Lục Đạo Sơ, cái tên này có chút quen tai, là Thiên Vân Đế vực đời trước nữ vực chủ chi tử, lúc trước Thiên Vân Đế vực đời trước nữ vực chủ bị người ám sát, Lục Đạo Sơ vốn hẳn nên kế thừa vực chủ chi vị, lại bị Lục Kinh Thần cùng hắn phụ thân trọng thương, Lục Đạo Sơ liền biến mất, không nghĩ đến dĩ nhiên ẩn tàng ở chỗ này. Nguyên lai là hắn. Không phải truyền văn hắn chết sao, hắn dĩ nhiên còn sống. Một chút thế hệ trước tu sĩ trực tiếp kinh hô mà ra, thần sắc lấp lóe không yên. Lục Đạo Sơ, một chút tuổi trẻ tu sĩ có lẽ không nghe nói qua, nhưng thế hệ trước tu sĩ lại là nghe ngóng biến sắc, thậm chí mang theo một tia sợ hãi.
Bọn họ cũng rốt cục hiểu được, khó trách ngàn mây thần điển người sẽ tới nơi này, này Lục gia lưỡng mạch, thế nhưng là không chết không thôi mối thù a. Lục Kinh Thần, nhiều năm như vậy không gặp, người chính là tự tin như vậy. Đột nhiên, hư không một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Ngay sau đó, ở Lục Kinh Thiên trước người, đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một cái lão giả lưng còng, cầm trong tay một cây quải trượng, bó chặt huyết bào, lờ mờ có thể nhìn thấy một trương khô gầy khuôn mặt. Lão giả lưng còng con người hãm sâu, hai mắt vô thần, cũng đã một bước bước vào trong đất, thậm chí trên người còn phát ra một loại mục nát khí tức. Bất quá, ai cũng không dám khinh thường hắn, phải biết, Lục Đạo Sơ đã từng thế nhưng là Thiên Vân Đế vực vực chủ người nối nghiệp. Cho dù đã từng người bị trọng thương, có thể đi qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, thực lực cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, bằng hắn vừa mới ngăn lại Lục Kinh Thần một kích liền có thể nhìn ra. Ta người này từ trước đến nay đều là tự tin như vậy. Lục Kinh Thần híp híp hai mắt, nói, lão già, lúc trước để ngươi chạy, một lần này, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Lão hủ cũng muốn lĩnh giáo một cái, ngươi những năm này lớn bao nhiêu cân lượng. Lục Đạo Sơ thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, Lục Đạo Sơ bỗng biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là ở Lục Kinh Thần trước người, không đợi Lục Kinh Thần lấy lại tinh thần, liền một chưởng oanh ra. Lục Kinh Thần ngược lại là không hoảng hốt không vội, thân hình cực tốc lui lại, hai người nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, hướng về tinh không lao đi. Thiên Vân Thần Điện đám người nghe lệnh, cho bản đế diệt Thiên Võ Thần Sơn. Một đạo tiếng hét giận dữ từ không trung truyền đến. Làm đoàn người lấy lại tinh thần thời khắc, tinh không chỗ sâu truyền đến từng đạo kịch liệt tiếng va chạm. Đại đế đỉnh phong chi chiến, nhưng đám người một trận tê cả da đầu. Giết, lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, lại là Thiên Vân Đế vực 10 tôn đại đế lần nữa vọt lên, bọn họ mặc dù người bị trọng thương, nhưng diệt đi Lục Kinh Thiên vẫn là không có vấn đề gì. Nghĩ diệt Thiên Võ Thần Sơn, liền bằng các ngươi sao? Lục Kinh Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn, phất tay, một đạo huyết quang thoáng hiện, tựa như mở ra một đạo thời không chi môn. Ngay sau đó, từng đạo huyết sắc thân ảnh từ quang môn bên trong sông ra, cuồng bạo khí tức mãnh liệt tứ phương. Một lát sau, Lục Kinh Thiên sau lưng, dĩ nhiên xuất hiện hơn 30 đạo thân ảnh, hơn nữa mỗi một cái trên người phát ra khí tức, đều là đại đế cảnh. Hơn 30 tôn đại đế, Thiên Vân Thần Điện người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ vừa mới một đối một đều không phải đối thủ, hiện tại đối phương là ba đối một, bọn họ lại làm sao có thể địch. Đều đi chết đi cho ta. Lục Kinh Thiên nhe răng cười không thôi, như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Thiên Vân Thần Điện 10 tôn đại đế cường giả. Hắn phụ thân đều bị bức ra đến, nếu như không giết chết những người này, Lục gia đại kế khả năng liền thất bại trong gang tấc. Phải biết, Lục gia những năm gần đây, dung hợp huyết ma thành công cũng chỉ có những người này mà thôi, hiện tại này hơn 30 tôn đại đế, đã là Lục gia lá bài tẩy. Nếu như lại kéo thời gian nửa tháng, Lục gia ngược lại là có thể sinh ra càng nhiều đại đế cảnh nô tài, nhưng này cần đầy đủ thời gian. Hiện tại Lục Kinh Thiên muốn làm, liền là tranh thủ đầy đủ thời gian, chỉ cần diệt năm đại đế vực những người này, lần sau năm đại đế cảnh cường giả chạy tới, chí ít cũng phải một tháng thời gian. Hơn một tháng thời gian, đến lúc đó năm đại đế vực món ăn cũng đã lạnh. Người nào cũng vô pháp ngăn cản ta Lục gia quật khởi. Lục Kinh Thiên trong lòng quát ầm lên, trong lòng dã tâm bạo dạp. Thiên Vân Thần Điện 10 đại đế cường giả giờ phút này cũng là hoảng hồn, nếu như không phải Lục Kinh Thần mệnh lệnh, bọn họ trực tiếp liền chạy trốn. Hướng Cảnh Vũ, các ngươi còn thất thần làm cái gì, nếu như Lục gia không diệt. Người Vạn La đế vực chẳng lẽ còn có thể độc trưởng bách vực sao? Thiên Vân Thần Điện một cái đại đế cường giả hướng về nơi xa quát to. Bằng vào bọn họ 10 người, là không thể nào chiến thắng Lục gia, duy nhất hy vọng liền là nhường Vạn La đế vực chờ 4 đại đế vực tu sĩ hỗ trợ. Hướng Cảnh Vũ sắc mặt trầm xuống, hắn tự nhiên minh bạch trong này liên quan, thế nhưng là, bọn họ cũng chỉ có 11 người a, coi như tăng thêm Thiên Vân Thần Điện 10 người. Cũng chưa chắc là đối thủ. Thậm chí, bọn họ đều có thể sẽ bị lưu ở nơi này. Các vị, còn mời giúp ta Vạn La đế vực một chút sức lực. Hướng Cảnh Vũ hít sâu một cái nhìn về phía mặt khác 3 đại đế vực đại đế cường giả nói. Nếu như tăng thêm 6 người kia, bọn họ chiến thắng hy vọng liền lớn rất nhiều.
Hướng Cảnh Vũ trưởng lão, chúng ta liền không tham dự những chuyện này đi. Phong Lôi Đế Vực một cái đại đế cường giả lắc lắc đầu cười nói. Nói đùa cái gì, đối phương nhiều như vậy đại đế, chỉnh thể thực lực thế nhưng là chiếm cứ thượng phong, bọn họ coi như toàn bộ, cũng chưa chắc là đối thủ a. Huống chi, bọn họ là đến hủy diệt Thiên Vũ Vực cho bọn hắn thiếu chủ báo thù, hiện tại thù cũng báo không sai biệt lắm, Thiên Võ Thần Sơn sự tình, bọn họ cũng không muốn quản. Các vị, sau này còn gặp lại, chúng ta cũng cáo từ. Thương Lan Đế Vực hai cái đại đế cũng chắp tay một cái nói. Cáo từ, Đại Hoang Đế Vực hai cái đại đế chỗ nào còn dám lưu ở nơi này, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ cần các vị xuất thủ, ngày sau, ta Vạn La Đế Vực nhất định hậu báo. Hướng Cảnh Vũ vội vàng kêu lên, thậm chí thiếu chút nữa thì ưng thuận lời hứa. Nhưng mà, Đại Hoang Đế Vực, Phong Lôi Đế Vực cùng Thương Lan Đế Vực sáu vị đại đế cường giả, căn bản không nhìn Hướng Cảnh Vũ một cái, trực tiếp biến mất ở chân trời. Bọn họ không phải đồ đần, Hướng Cảnh Vũ hứa hẹn đối bọn họ tới nói căn bản không có bất luận cái gì lực hấp dẫn, dù sao đây chính là muốn bám vào tính mệnh. Một nhóm thứ hèn nhát, Hướng Cảnh Vũ giận mắng không thôi, lạnh giọng nói, mọi người cùng bản trưởng lão cùng tiến lên, giết bọn họ. Lập tức hắn lại bí mật truyền âm, nhường trên chiến thuyền thần vương cảnh cường giả lập tức chạy về Vạn La Đế Vực cầu viện, bọn họ những người này, cũng không thể diệt đi Lục Gia, nhiều nhất cũng liền quấn ngụ một đoạn thời gian mà thôi. Giết, Vạn La Đế Vực 11 tôn đại đế gầm thét một tiếng, tức khắc cũng gia nhập chiến đấu. Hơn 50 tôn đại đế cường giả hỗn chiến cùng một chỗ, tràng diện một phiến hỗn loạn, dù là bọn họ cố ý đem chiến trường dẫn hướng không chung. Đáng sợ năng lượng ba động, cũng đang điên cuồng tứ ngược Thiên Võ Thần Sơn. Tiêu Phàm ba người đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này, cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, bản thân thật vất vả đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, nhưng bây giờ muốn đối mặt lại là đại đế cảnh cường giả, hơn nữa còn là một nhóm. Nghĩ đến bản thân trước kia còn muốn dựa vào bản thân lực lượng một người đối phó các đại đế vực, trong lòng của hắn liền một trận cười khổ. Là ta hại Thiên Vũ Vực a. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời thở dài nói. Thiên Vũ Vực tu sĩ hàng trăm triệu, có thể bây giờ, lại cơ hồ trở thành một phiến phế tích, tất cả những thứ này cùng Tiêu Phàm có vô cùng liên quan. Bất quá, hắn không hối hận đắc tội Vạn La Đế Vực những cái này thế lực, nếu như không đắc tội, hắn Tiêu Phàm cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Dù sao, những cái này thế lực thế nhưng là thanh đao khung ở hắn trên cổ. Hắn tổng không thể chờ chết. Chỉ là hắn quá đánh giá thấp Vạn La Đế Vực những cái này thế lực tàn nhẫn, thậm chí ngay cả người bình thường đều hạ thủ được. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong mắt tóe bắn ra hai đạo sát quang, cái trán gân xanh ngọ nguậy, kém chút liền muốn nổ tung, nắm đấm nắm chặt, móng tay kém chút lâm vào máu thịt. Thù này, Tiêu Phàm không có khả năng không báo. Coi như không hủy diệt Vạn La Đế Vực, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Hướng Gia. Thiên Gia những cái này kẻ khởi xướng. Thiên Vũ Vực phần này ngập trời sát nghiệt là hắn Tiêu Phàm mang đến, vậy cũng phải chính hắn đi hoàn lại, cho Thiên Vũ Vực tu sĩ đòi lại một cái công đạo. Công tử, cái này không liên quan ngươi sự tình, muốn trách thì trách những này nhân tộc rất đáng hận. Hùng Lân an ủi. Ba thần không nói, dạng này sự tình, hắn cũng đã gặp qua rất nhiều, liền là chính hắn, cũng không biết đã từng giết bao nhiêu người. Đương nhiên lại nói trở về, hắn ba thần cũng cho tới bây giờ sẽ không tạo tự dưng sát nghiệt, Vạn La Đế Vực những cái này thế lực hành vi, cũng đã xúc phạm hắn ranh giới cuối cùng. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, ánh mắt ở trong Thiên Võ Thần Sơn liếc nhìn lấy, đột nhiên nhìn thấy một đạo chật vật thân ảnh, chính đang hướng về Tử Vũ Phong tới gần. Ba thần, Hùng Lân, mang ta tới. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhìn chăm chú nơi xa đạo kia thân ảnh nói. Công tử, trong đó thế nhưng là, Hùng Lân sắc mặt trầm xuống. Mang ta tới, Tiêu Phàm thần sắc vô cùng kiên định nói. Hai người gật đầu, mang theo Tiêu Phàm lặng yên không một tiếng động hướng Thiên Võ Thần Sơn bay đi, lấy bọn hắn thực lực, bình thường thần vương cảnh căn bản không phát hiện được. Mà những cái kia đại đế cảnh cường giả, giờ phút này cũng đã không rảnh bận tâm mặt khác. Đại trận đối nội không đối ngoại, hơn nữa ngăn không được đại đế cường giả. Một lát sau, Tiêu Phàm ba người liền xuyên qua đại trận, đi tới Thiên Võ Thần Sơn Tử Vũ Phong, chắn đạo kia chật vật thân ảnh trước mặt.
Tử tiền bối, Tiêu Phàm khẽ hô một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn. Chật vật thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Tử Như Cuồng, hắn bị Lục Kinh Thần đoạt đi lực lượng, nhưng may mắn trốn qua một kiếp, sống tiếp được, đồng thời cũng khôi phục bản tính. Tử Như Cuồng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, kinh ngạc kêu đi ra Tiêu Phàm. Không đợi Tử Như Cuồng nhiều lời, một cỗ đại lực nâng lên hắn, bốn người nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, tiến nhập một gian tiểu viện. Tử tiền bối, ngươi làm sao biết? Tiêu Phàm nhìn thấy suy yếu Tử Như Cuồng, lo lắng hỏi. Ai? Tử Như Cuồng thở dài một tiếng, đem bản thân tao ngộ cùng Thiên Võ Thần Sơn sự tình đơn giản thuật lại một lần. Tiêu Phàm nghe đến, hai mắt đỏ bừng như máu, sát khí không thêm mảy may che giấu, lạnh giọng nói, đáng chết Lục gia, bọn họ đều đáng chết. Lão gia hỏa, người ý chí không tệ a, cưỡng ép xung hợp huyết ma, dĩ nhiên còn có thể sống sót. Hùng Lân kinh ngạc nhìn xem Tử Như Cuồng nói. Ta bị Lục đạo sơ bắt lấy, nhưng huyết ma dung hợp ta ý thức, may mà ta ý chí tương đối cường đại, không có hoàn toàn đánh mất bản thân, còn duy trì một tia linh trí, Lục Kinh Thần tách ra ta thể nội huyết ma, lúc này mới khôi phục thanh tỉnh. Tử Như Cuồng đắng chát lắc lắc đầu. Hắn có thể đủ sống sót, thứ nhất là bản thân ý chí cũng không tệ lắm, nhưng càng nhiều vẫn là may mắn. Đúng rồi Tiêu Phàm, một tháng trước, ta thấy đến Quân Nhược Hoan bọn họ. Tử Như Cuồng đột nhiên nói ra. Cái gì? Tiêu Phàm trực tiếp kinh kêu đi ra, bọn họ ở đâu? Tiêu Phàm kích động ôm lấy Tử Như Cuồng hai vai, hắn hiện tại lo lắng nhất liền là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan bọn họ an nguy, không nghĩ đến Tử Như Cuồng dĩ nhiên gặp qua bọn họ. Khụ khụ, Tử Như Cuồng lại ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bạch. Tử tiền bối, thật xin lỗi. Tiêu Phàm vội vàng buông ra Tử Như Cuồng bả vai, một cỗ thần lực hướng về Tử Như Cuồng thể nội mãnh liệt mà đi. Tử Như Cuồng mặc dù may mắn còn sống, nhưng cự ly tử vong cũng không sai biệt lắm, cơ hồ đến dầu hết đèn tắt cấp độ. Dù là Tiêu Phàm nắm giữ cát đồng, cũng cứu không được hắn, hiện tại có thể làm, chỉ có thể kéo dài thời gian. Hơn một tháng trước, Tử Như Cuồng hít sâu một hơi, lập tức đem hơn một tháng trước sự tình cùng Tiêu Phàm giảng thuật một lần. Tiêu Phàm con người đỏ bừng, bất quá khi nghe đến không nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu đám người thi thể sau, trong lòng của hắn bình tĩnh rất nhiều. Tiêu Phàm, năm đó đáp ứng ngươi sự tình, ta cũng không làm được, lão hủ thẹn đối với ngươi. Tử Như Cuồng hít khẩu khí, trên mặt đều là vẻ áy náy. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ Tử Như Cuồng nói là cái gì, năm đó Tử Như Cuồng đáp ứng trông nom U Vân Phủ, nhưng bây giờ, U Vân Phủ đã bị diệt. Có bao nhiêu người sống sót đều không biết rõ. Tiền bối, cái này không liên quan ngươi sự tình, là ta nguyên nhân. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, thần sắc một trận khó coi. Việc này xác thực không trách được Tử Như Cuồng, Tử Như Cuồng chỉ là thần vương cảnh mà thôi, liền chính hắn đều gặp nạn, mà hủy diệt U Vân Phủ lại là đại đế cường giả, hắn lại như thế nào giữ được U Vân Phủ đây? Huống hồ, nếu như không phải hắn đắc tội Vạn La đế vực những cái này thế lực, U Vân Phủ cũng sẽ không hủy diệt. Nói đến cùng, Thiên Vũ vực sát nghiệt, toàn bộ đều là bởi vì hắn Tiêu Phàm duyên cớ. Không cần lãng phí khí lực, lão hủ không được. Tử Như Cuồng thanh âm lại hư nhược không ít, sủi lơ trên mặt đất, từ trong ngực lấy ra một cái hộp đưa cho Tiêu Phàm, nói Tiêu Phàm, có thể hay không đáp ứng lão hủ, giúp ta đem vật này giao cho Vân Phong. Tiền bối, ngài nhất định có thể tự tay giao cho hắn. Tiêu Phàm hai mắt huyết hồng, ẩn ẩn có vũ khí bốc hơi. Đối với Tử Như Cuồng, Tiêu Phàm cũng là phát ra từ nội tâm kính sợ, cái này lão nhân, thế nhưng là giúp hắn rất nhiều lần, kết quả là, hắn Tiêu Phàm lại không cách nào cứu hắn. Ta bản thân thân thể, bản thân nắm chắc, Tử Như Cuồng lắc lắc đầu, thân thể nhanh chóng già nua lên, mặt không huyết sắc, ngửa mặt lên trời thở dài nói, đáng tiếc, ta không cách nào gặp Tôn Nhi một lần cuối. Thoại âm rơi xuống, Tử Như Cuồng thanh âm hoàn toàn biến mất, thân thể mềm nhũn, thể nội sinh cơ nháy mắt sói mòn. Tiền bối, Tiêu Phàm ôm lấy Tử Như Cuồng thi thể, gầm nhẹ một tiếng, sau đó từ Tử Như Cuồng trong tay tiếp nhận cái hộp kia, cắn răng nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định đem vật này tự tay giao cho Tử Vân Phong. Dứt lời, Tiêu Phàm đem hộp cùng Tử Như Cuồng thi thể cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong càn khôn giới, trong mắt bắn ra hai đạo tàn nhẫn quang mang. Ngưng thực thiên khung chiến trường, lạnh giọng nói, những người này, đều phải chết.
Ba thần cùng Hùng Lân cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, cũng là một trận hãi hùng khiếp vía, bọn họ còn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này Tiêu Phàm. Lão Tam, đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó, mặt đất một đạo quang mang lóe qua, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Lão Nhị, Thí Thần, Tiểu Bạch, Nhược Hoan, Nhược Trần, Tiểu Hắc. Tiêu Phàm nhìn thấy người tới, trên người cỗ kia sát ý lặng yên biến mất, chiếm lấy là mừng rỡ. Từ vừa mới Tử Như Cuồng trong lời nói, hắn cũng đã đoán được một chút, nhưng chân chính nhìn thấy mấy người còn sống, nội tâm vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. Lão đại, ta liền biết rõ ngươi không có việc gì. Thí thần hai mắt hơi đỏ lên, hai hàng nhiệt lệ lưu lại đi ra. Tiêu Phàm mỉm cười, cùng mấy người hàn huyên một trận, nhìn về phía Cửu Âm Thần Long Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, một lần này nhờ có ngươi. Ha ha, việc nhỏ, việc rất nhỏ mà thôi. Bị Tiêu Phàm như thế khen một cái, Tiểu Hắc ngược lại có chút không có ý tứ. Lão Nhị, Tu La Điện huynh đệ đây. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lo lắng hỏi, hắn rất sợ nghe được bản thân không muốn nhìn thấy cái kia kết quả. Tu La Điện huynh đệ, bị chúng ta đưa ra Thiên Vũ Vực, đúng rồi, còn có U Vân Phủ, Long Đằng Phủ, Thiên Thi Tông cùng Thiên Lan Tông chủ yếu lực lượng, cũng bị Thanh Minh, Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử cùng Kiếm Tử bọn họ tạm thời mang theo rời đi. Nam Cung Tiêu Tiêu ngưng tiếng nói. Nghe được lời này, Tiêu Phàm trong lòng lúc này mới bình phục không ít, chí ít, còn có người sống sót, cũng không phải toàn quân bị diệt. Bất quá, chiến thần cảnh phía dưới tu sĩ, lại chưa kịp chuyển di, chúng ta biết được Vạn La Đế Vực đại quân đánh tới thời điểm, cũng đã không có thời gian. Nam Cung Tiêu Tiêu lại nói ra, trên mặt che kín sương lạnh. Đáng chết Vạn La Đế Vực, thù này không báo, ta thí thần thể không bỏ qua. Thí thần nghiến răng nghiến lợi nói. Thù, tự nhiên muốn báo. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngữ khí 10 phần trầm thấp. Lúc này, nơi xa to lớn tiếng vang lại hấp dẫn Tiêu Phàm mấy người lực chú ý, đám người sắc mặt âm trầm đến cực điểm, lại là chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Vạn La Đế Vực cùng Thiên Vân Đế Vực một phương, rõ ràng ở vào yếu thế. Dù sao, hai cái này đế vực chỉ có 21 tôn đại đế cường giả, hơn nữa Thiên Vân Đế Vực đại đế cường giả, trước đó liền bị Lục Gia đại đế sáng tạo. Lão đại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thí thần phẫn nộ nhìn phía xa chiến đấu nói. Đám người tức khắc nhìn về phía Tiêu Phàm trầm mặc lúc này, nói chúng ta không cần tham dự, cũng tham dự không được. Cũng tốt, để bọn hắn lẫn nhau tàn sát, tốt nhất là đồng quy vu tận. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng giọng căm hận nói. Sự tình sợ sẽ không như thế thuận lợi. Đột nhiên, Quân Nhược Hoan cho đám người rót một chậu nước lạnh, không chờ đám người phản ứng. Quân Nhược Hoan tiếp tục nói. Lục gia huyết ma luyện ngục rất phiền phức, chỉ cần có huyết ma luyện ngục ở, lục gia liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra đại đế cảnh cường giả. Huyết ma luyện ngục, Tiêu Phàm nhíu mày, nói, Nhược Hoan, người trước đó không phải nói, huyết ma luyện ngục chỉ có hơn 100 thần vương cảnh huyết ma sao? Quân Nhược Hoan đắng chát lắc lắc đầu nói, trước đó ta cũng là cho rằng như vậy, song khi ta đột phá thần vương cảnh thời điểm, lại giải phong một chút truyền thừa ký ức, lúc ấy sợ công tử lo lắng. Nên không cùng ngươi nói, không nghĩ đến lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Dừng một chút, Quân Nhược Hoan lại nói, chân chính huyết ma luyện ngục, chia làm 3 tầng, một tầng là ma vương luyện ngục, bên trong phong ấn là một chút thần vương cảnh huyết ma, hơn nữa số lượng xa xa không chỉ 108. Đệ nhị tầng là ma đế luyện ngục, bên trong phong ấn là đại đế cảnh huyết ma, số lượng không biết, nghĩ đến Lục Kinh Thiên phụ thân Lục Đạo Sơ những năm này liền là giải phong một tầng này. Mà đệ tam tầng, tên là thần ma luyện ngục, bên trong phong ấn, chính là một chút tuyệt thế dị ma, nếu như đem bọn họ phóng xuất, thái cổ thần giới đoán chừng lại được gió tanh mưa máu. Ma vương luyện ngục, ma đế luyện ngục, thần ma luyện ngục. Đám người trong lòng thật giống như bị một khỏa đại thạch ngăn chặn đồng dạng, liền hô hấp đều có chút dồn dập lên. Huyết ma luyện ngục là lục gia đồ vật, lục gia đã từng là quân gia nô tài, người có biết rõ như thế nào hủy diệt huyết ma luyện ngục. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới trịnh trọng nhìn xem Quân Nhược Hoan nói. Lục gia là quân gia nô tài. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người hít một hơi lạnh, nhìn về phía Quân Nhược Hoan ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Chỉ có Hùng Lân cùng ba thần coi như bình tĩnh, hai người hiển nhiên đều biết rõ quân gia đã từng huy hoàng.
Quân Nhược Hoan nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày mới nói, công tử, chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Từ bỏ, Nhược Hoan, người đi theo ta lâu như vậy, người cảm thấy ta là sẽ từ bỏ người sao? Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, ngữ khí đối Quân Nhược Hoan có chút không vui. Lão Tam, Quân Huynh cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng cắm miệng nói. Những người khác cũng là gật gật đầu, Quân Nhược Hoan nhất định là sợ Tiêu Phàm xảy ra chuyện tình, nên mới không muốn để cho Tiêu Phàm đi hủy đi huyết ma luyện ngục. Dù sao, huyết ma luyện ngục, đây chính là phong ấn đại đế cảnh dị ma, thậm chí có vượt qua đại đế cảnh dị ma tồn tại, há lại dễ dàng như vậy hủy diệt. Tiêu Phàm hắn lại như thế nào không biết Quân Nhược Hoan hảo ý đây, thế nhưng là, nếu là không hủy đi huyết ma luyện ngục, Lục gia lại như thế nào hủy diệt. Nhiều như vậy đại đế, đừng nói hắn Tiêu Phàm, đợi một thời gian, cho dù Vạn La đế vực đoán chừng đều không làm gì được. Tuy nhiên hắn cùng Vạn La đế vực cũng là không ngớt không ngớt, nhưng Tiêu Phàm biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, hiện tại muốn tiêu diệt đi vẫn là Lục gia. Các ngươi chẳng lẽ quên, Thiên Vũ vực cận tồn tu sĩ, cũng hoàn toàn bị Lục gia đưa vào huyết ma luyện ngục chúng. Chúng ta chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết sao? Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng sắc bén quang mang. Đám người một trận trầm mặc, lúc này Tiêu Phàm tiếp tục nói ra, bọn họ sinh tử, xác thực cùng chúng ta không quan hệ, có thể Thiên Vũ vực sát nghiệt, đều là ta một tay tạo thành. Ta quyết không thể để cho những cái này còn sống người đi chết. Đây không phải là ta Tiêu Phàm phong cách, cho dù là chết, ta cũng muốn liều mạng. Nếu như nói trước đó đám người còn muốn thuyết phục Tiêu Phàm, nhưng là hiện tại, bọn họ đều không biết rõ như thế nào mở miệng. Bọn họ đều biết rõ Tiêu Phàm làm người, Tiêu Phàm nói đúng, Thiên Vũ vực người, cơ hồ đều là bởi vì hắn Tiêu Phàm mà hủy diệt, chết đi người cũng liền bình thường, Tiêu Phàm về sau có thể nghĩ trăm phương ngàn kế thay bọn họ báo thù. Nhưng người sống đây, bọn họ có thể còn có sống sót hy vọng, chẳng lẽ nên dạng này từ bỏ sao? Nếu như từ bỏ, Tiêu Phàm đoán chừng cả một đời đều sẽ hổ thẹn vô cùng, thậm chí đang tự trách vượt qua một đời. Đây không phải bọn họ muốn nhìn thấy. Công tử, ta có thể nói cho ngươi phong ấn huyết ma luyện ngục phương pháp, nhưng là ngươi muốn đáp ứng ta, để cho ta cùng ngươi đi vào chung. Quân Nhược Hoan rốt cục tùng khẩu, bất quá hắn không muốn nhường Tiêu Phàm cùng nhau đi mạo hiểm. Còn có ta cũng đi, thí thần, Nam Cung Tiêu Tiêu, Bạch Ma toàn bộ đều phụ họa nói. Bọn họ đều không chút do dự lựa chọn cùng Tiêu Phàm đứng ở cùng một chỗ. Không được, Tiêu Phàm rất muốn hống ra, bất quá hắn cũng biết rõ, một khi nói như vậy, Quân Nhược Hoan chắc chắn sẽ không nói cho bản thân, nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là nói, tốt. Đám người trên mặt tức khắc lộ ra tiếu dung, một màn này nhường ba thần cùng Hùng Lân một trận không giải, tại sao đám người liền chết còn không sợ đây? Bọn họ tự nhiên không biết đám người cùng Tiêu Phàm tầm đó tình cảm. Đây tuyệt đối là có thể đem mệnh giao cho đối phương tình nghĩa, không phải bọn họ có thể bằng được. Đám người ánh mắt rơi vào Quân Nhược Hoan trên người, Quân Nhược Hoan câu nói đầu tiên liền để đám người không còn gì để nói. Muốn hủy diệt huyết ma luyện ngục là không thể nào, Quân Nhược Hoan khổ sở nói. Không được, không làm cái kia ngươi vừa mới còn nói muốn cùng Tiêu Phàm cùng đi hủy huyết ma luyện ngục. Không chờ đám người mở miệng, Quân Nhược Hoan lại tiếp tục nói. Không phải huyết ma luyện ngục không thể hủy diệt, mà là chúng ta những người này thực lực làm không đến, thậm chí đại đế đỉnh phong cũng làm không đến. Bất quá, huyết ma luyện ngục có thể phong ấn, Lục gia sở dĩ có thể thành tốt sinh ra đại đế cảnh, nhưng thật ra là mở ra đệ nhị tầng ma đế luyện ngục phong ấn. Ma đế luyện ngục bên trong dị ma, giờ nào khác nào cũng đang bị huyết ma luyện ngục lực lượng luyện chế, dù là đại đế cảnh, cũng tuyệt đối chết đến không thể lại chết. Bởi vậy huyết ma luyện ngục bên trong cũng chỉ còn lại một chút mất đi linh trí linh hồn, cũng chính là huyết ma. Dung hợp những cái này huyết ma, liền có thể lấy được đại đế cảnh linh hồn, cũng cưỡng ép tăng lên cảnh giới, này hẳn là chúng ta hiện tại nhìn thấy Lục gia đại đế cường giả. Quân Nhược Hoan một hơi nói xong, đám người cũng đại khái hiểu Quân Nhược Hoan trong lời nói ý tứ. Nói cách khác, nếu như phong ấn huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng phong ấn, không có đầy đủ huyết ma dung hợp. Lục gia cũng liền sẽ không sinh ra đại đế cảnh huyết ma. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Nếu như chỉ là phong ấn mà nói, Tiêu Phàm thật đúng là không chỗ nào e ngại, dù sao, hắn tốt xấu cũng là một cái thần điêu sư, hơn nữa còn lấy được vô trần bí điển. Cái khác không nói,
nếu như toàn lực ứng phó, tạm thời phong ấn huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng, có lẽ vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đủ thành công tiến vào huyết ma luyện ngục, đồng thời không người quấy rầy. Không sai, Quân Nhược Hoan chỉnh trọng gật gật đầu nói, hơn nữa, muốn phong ấn huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng, kẻ khác đều làm không đến, chỉ có công tử có thể làm được. Quân tiểu tử, người lời này bản đế liền không thích nghe, cái khác không dám nói, bản đế tốt xấu cũng là đế cấp trận pháp sư, làm sao chỉ có tiểu tử này có thể làm được. Bạch Ma mười phần khó chịu nói. Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, Bạch Ma ở trận pháp phía trên tạo nghệ cùng hắn so sánh tuyệt đối chỉ cao không thấp, tại sao chỉ có hắn mới có thể làm được đây? Quân Nhược Hoan không có quan tâm Bạch Ma cái nhìn, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi phun ra một câu, bởi vì, huyết ma luyện ngục, trên thực tế là tu la tộc đồ vật, cái gì? Tiêu Phàm cũng là trực tiếp kinh kêu đi ra. Hắn chiếm được tu la truyền thừa nhưng không có ghi chép huyết ma luyện ngục sự tình a, chẳng lẽ bây giờ tu la truyền thừa còn không hoàn chỉnh? Chủ nhân, vị này tiểu hữu nói không sai, huyết ma luyện ngục, đúng là tu la tộc đồ vật. Lúc này, Tiêu Phàm bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, lại là ba thần truyền âm nói. Tiêu Phàm một trận kinh hãi, ba thần chính là từng theo hầu táng nhân vật, khẳng định biết rõ một chút bí mật, tuyệt đối sẽ không cùng bản thân nói láo. Huyết ma luyện ngục, sát lục huyết tháp cùng tu la tộc cửu u luyện ngục, đều là tu la tổ giới một bộ phận. Ba thần lại bổ sung một câu, mặt khác, sát lục huyết tháp, đã từng bị đời trước chủ nhân luyện hóa trước đó, cũng xưng là sát lục luyện ngục. Tiêu Phàm hít sâu một cái, thật lâu mới bình phục suy nghĩ. Công tử, đây là ta Quân gia trong truyền thừa ghi chép, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Quân Nhược Hoan thanh âm tiếp tục vang lên. Huyết ma luyện ngục kỳ thực chỉ là một tòa lao ngục mà thôi. Năm đó tu la tộc lão tổ trước vẫn lạc, đem vật này giao cho ta Quân gia bảo quản, về sau ta Quân gia rời đi thái cổ thần giới, liền đem huyết ma luyện ngục giao cho Lục gia bảo quản, không nghĩ đến Lục gia dã tâm không nhỏ, dĩ nhiên giải phong ma đế luyện ngục phong ấn. Đám người trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, dạng này bí mật, hoàn toàn vượt quá đám người nhận biết. Tất nhiên như thế, kia huyết ma luyện ngục, ta càng thêm muốn đi vào. Tiêu Phàm con người kiên định nói, người có biết rõ như thế nào mở ra huyết ma luyện ngục nhập khẩu. Ầm ầm, Quân Nhược Hoan mới vừa chuẩn bị mở miệng, lại bị nơi xa kinh lôi tiếng cắt ngang, đám người con người bỗng nhiên co rụt lại, cùng nhau hướng về chân trời nhìn lại. Thiên võ thần sơn trên không, thiên khung không ngừng sụp đổ, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, nghiễm nhiên một phiến mạt thế tình cảnh, đáng sợ dị thường. Hắc động bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, hai mảnh hỏa diễm thế giới đang lẫn nhau va chạm, có được hủy thiên diệt địa chi uy, trong lúc nhất thời nhật nguyệt vô quang. Đây chính là đại đế đỉnh phong thực lực sao? Nam Cung Tiêu Tiêu nắm đấm nắm chặt, đối với cái kia loại lực lượng tràn đầy hướng tới. Cách nhau vô số cự ly, đám người đều có thể cảm nhận được một cỗ đáng sợ uy áp, chấn động đến bọn họ thể nội huyết dịch sôi trào, ngũ tạng lục phủ rung động. Nếu như cự ly lại gần một chút, đoán chừng đều phải tai bay vạ gió, bị dư ba đánh giết nơi này. Hiển nhiên, đó là lục kinh thần cùng lục đạo sơ chiến trường, vạn la đế vực cùng thiên vân đế vực cùng lục gia đám người chiến trường, cùng nó so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cái tầng thứ. Muốn kết thúc, một mực trầm mặc Hùng Lân, đột nhiên ngưng tiếng nói. Vừa dứt lời, chân trời hai mảnh hỏa diễm thế giới, bỗng một phân thành hai, hư không không ngừng nổ tung, vỡ nát mấy ngàn dặm chu vi. Nhật nguyệt biến sắc, thiên địa vô quang. Đám người thậm chí thấy được thời gian đảo ngược tình cảnh, hoàn vũ nứt đoạn, đây cũng là đại đế đỉnh phong đáng sợ lực lượng. Đoàn người cũng đã nhìn không thấy vực ngoại hai đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người đều nắm chặt nắm đấm, một trận chiến này, thế nhưng là quyết định thiên vũ vực tương lai. Những người khác chiến đấu cũng nháy mắt một chỉ, vạn la đế vực cùng thiên vân đế vực chết đi 6 tôn đại đế, mà lục gia cũng chết đi 4 tôn. Một ngày vẫn lạc 10 tôn đại đế, dạng này sự tình, cũng đã nhiều năm chưa từng phát sinh qua. Vạn la đế vực cùng thiên vân đế vực còn sót lại 15 tôn đại đế tâm đều đang nhỏ máu, bọn họ những người này, bao quát hướng cảnh vũ ở bên trong người, cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương không nhẹ. Thật sự là lục gia đại đế cường giả nhiều lắm, bọn họ không thể không liều mạng. Cho dù như thế, bọn họ thương vong cũng so lục gia thương vong phải lớn, hai phe thực lực.
càng thêm khác xa. Ngược lại là Lục Kinh Thiên, chết bốn tồn đại đế đối với hắn tới nói, căn bản không đặt ở trong lòng, chỉ cần kiên trì mười mấy ngày thời gian, Lục gia đại đế chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Giờ phút này, Lục gia còn lại 30 tôn đại đế, đem Vạn La đế vực cùng Thiên Vân đế vực đại đế cường giả vây quanh ở trung ương, căn bản không cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Hướng Cảnh Vũ đám người muốn chết tâm đều có, bây giờ là lấy một chọi hai, bọn họ lại như thế nào là đối thủ đây? Bất quá giờ phút này, đám người cũng không có tiếp tục động thủ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, bọn họ đang chờ đợi Lục Kinh Thần cùng Lục Đạo Sơ chiến đấu kết quả. Tinh không bên trong lớn chôn vùi chậm rãi khôi phục, cuồng bạo năng lượng ba động cũng dần dần bình ổn lại, tức khắc hai đạo thân ảnh hiển lộ ở đám người tầm mắt. Lục Kinh Thần áo bào phá toái không chịu nổi, trên người dính vết máu, khóe miệng cũng lộ ra máu tươi, tóc dài trong gió bay lên, bá khí vô song. Chỉ bất quá hắn sắc mặt rõ ràng có chút trắng bệch, trong mắt cũng hiện đầy tơ máu, nhìn qua hơi có vẻ chật vật. Đối diện Lục Đạo Sơ vẫn như cũ còng lưng thân thể, chống gậy, bất quá hắn thân thể hơi hơi run rẩy, khô bạch tóc mười phần u ám. Đến cùng ai thắng ai thua, đoàn người tâm khẩn trương đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm không trung. Hảo một cái Lục Đạo Sơ, ngươi lại đem huyết ma luyện thể đại pháp tu luyện đến như thế cảnh giới. Thật lâu, Lục Kinh Thần mở miệng, ngữ khí bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Không cam lòng, Thiên Vân đế vực cùng Vạn La đế vực đại đế cường giả sắc mặt biến hóa, bọn họ cũng đã đoán được kết quả. Ngươi cũng không tệ, lão hủ dĩ nhiên giết không chết ngươi. Lục Đạo Sơ nhàn nhạt đáp lại nói. Lão bất tử, ngươi đắc ý không được bao lâu. Lục Kinh Thần nhe răng trợn mắt, quét phía dưới một cái, nói chúng ta đi. Lời này vừa nói ra, Hướng Cảnh Vũ đám người mặt xám như cho, bọn họ vốn cũng không phải là Lục gia đối thủ, nếu như Thiên Vân đế vực đám người rời đi, bọn họ lại làm sao đánh thắng được Lục gia. Người nào cũng đừng hòng đi, Lục Kinh Thiên một tiếng quát như sấm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Vân đế vực đám người. Để bọn hắn đi, Lục gia đại đế cường giả mới vừa chuẩn bị động thủ, lại là nghe được Lục Đạo Sơ âm trầm thanh âm, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Hừ! Lục Kinh Thiên khẽ cắn môi, hừ lạnh một tiếng, cho Thiên Vân đế vực người nhường ra một con đường đến. Hắn mặc dù nghĩ đuổi tận giết tuyệt, đem Thiên Vân đế vực đại đế toàn bộ đều lưu lại, nhưng hắn biết rõ bản thân phụ thân chắc chắn sẽ không nói đùa. Lục vực chủ, Hướng Cảnh Vũ vội vàng hét lớn, bọn họ hiện tại chỉ còn lại 8 người, Lục Kinh Thiên bọn họ thế nhưng là có 30 người a. Lấy một địch 4, này hoàn toàn liền là chịu chết a. Hiện tại bọn họ duy nhất sống sót hy vọng, liền là bắt lấy Lục Kinh Thần cuối cùng một cây rơm rạ. Nhưng mà, Lục Kinh Thần căn bản liền nhìn đều không nhìn Hướng Cảnh Vũ một cái, liền mang theo Thiên Vân Thần Điện 7 cái đại đế cường giả rời đi. Nếu như hắn còn muốn cứu Hướng Cảnh Vũ bọn họ, Lục Đạo Sơ hiển nhiên là sẽ không đồng ý, đến lúc đó người khác đều phải lưu ở nơi này, Lục Kinh Thần không có ngốc như vậy. Tiêu Phàm đám người thần sắc cứng lại. Thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung. Thiên Vân đế vực người bại lui, hiện tại đoán chừng cũng đã không ai có thể ngăn cản Lục gia. Chúng ta đi, Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn mặc dù không cam lòng, nhưng lấy bọn hắn thực lực, lưu lại, đoán chừng đều phải chết ở nơi này. Ba thần cùng Hùng Lân hai người gật gật đầu, đưa tay vung lên, đám người nhanh chóng hướng về Thiên Võ Thần Sơn bên ngoài lao đi, thừa dịp đối phương còn không có phát hiện bọn họ. Các ngươi đi được không? Nhưng mà lúc này, đột nhiên một đạo khinh thường thanh âm vang lên, Tiêu Phàm người bọn họ phía trước, đột nhiên xuất hiện 4 đạo thân ảnh. Lục Kinh Thiên, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ đến, Lục Kinh Thiên dĩ nhiên đã sớm phát hiện bọn họ, vừa mới dĩ nhiên giả bộ như cố ý không nhìn thấy. Tiểu súc sinh, bản đế chờ ngươi thế nhưng là chờ thật vất vả a. Lục Kinh Thiên nhe răng cười nói. Phất tay. Mặt khác ba đạo thân ảnh nháy mắt đem Tiêu Phàm một nhóm vây quanh ở trung ương, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ, đương nhiên, nếu như ngươi muốn bọn họ chết mà nói, làm ta không nói. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Một khắc sau, hắn hai bàn tay bên trong, đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, bị hắn gắt gao bóp lấy cổ. Ngươi dám, Lục Kinh Thiên sắc mặt đại biến, sát ý lạnh như băng từ trên người hắn bộc phát mà ra.
Tiêu Phàm trong tay người không phải kẻ khác, chính là Lục Kinh Thiên hai cái nhi tử Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần. Tiêu Phàm dám lưu ở nơi này, tự nhiên có hắn át chủ bài. Cha, cứu ta! Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần hai người gian nan phun ra một đạo thanh âm. Thả con ta, ta nhường các người đi. Lục Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Ta hiện tại đột nhiên không quá muốn đi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, đột nhiên nhìn về phía nơi xa nói. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, Vạn La Đế vực đám người bị Lục gia đại đế vây quanh thời điểm. Chống gậy Lục đạo sơ khinh thường nhìn xem Hướng Cảnh Vũ đám người nói, Hướng Cảnh Vũ, hiện tại chúng ta cũng nên tính toán tổng nợ, ta Thiên Vũ vực người, cũng không phải dễ giết như vậy. Lục đạo sơ, các ngươi thật muốn cùng ta Hướng gia không chết không thôi. Hướng Cảnh Vũ mặt âm trầm, uy hiếp nói. Hiện tại hắn ngoại trừ uy hiếp, cũng không biết làm cái gì, chỉ hy vọng Lục đạo sơ kiêng kỵ Hướng gia, có thể để bọn hắn ly khai. Không ngớt không ngừng, cho dù Hướng Vạn Đạo ở chỗ này, cũng không dám nói với ta lời này. Lục đạo sơ khinh thường nói có đúng không? Đột nhiên, chân trời một tiếng sấm vang lên, một cỗ cuồng bạo khí thế từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó một người mặc kim bào trung niên nam tử xuất hiện ở hư không. Theo lấy kia kim bào trung niên nam tử xuất hiện, Hướng Cảnh Vũ đám người trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ mừng rỡ, cung kính bái nói, bái kiến vực chủ. Vực chủ, đám người nghe vậy, nháy mắt hiểu người tới thân phận, hiển nhiên liền là Vạn La Đế vực vực chủ Hướng Vạn Đạo. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, tức khắc nhe răng cười nói, ta hiện tại đột nhiên không quá muốn đi. Lục Kinh Thiên sắc mặt cũng biến vô cùng âm trầm, Hướng Vạn Đạo xuất hiện, nhưng thế cục lần nữa phát sinh biến hóa. Cha, cứu chúng ta! Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần hai người dùng hết toàn lực quát ầm lên. Lục Kinh Thiên thần sắc một trận biến hóa, tuy nhiên hắn quan tâm bản thân hai cái nhi tử, nhưng hắn cũng không muốn Lục gia đại kế xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn tâm thần cũng đã không ở Tiêu Phàm cùng Lục Vô Song Lục Vô Trần huynh đệ trên người. Giờ phút này Tiêu Phàm bị bọn họ vây quanh, tự nhiên không có khả năng giết chết Lục Vô Song bọn họ. Hắn hiện tại lo lắng nhất, liền là Hướng Vạn Đạo. Hảo một cái Lục gia, Lục đạo sơ, người thật đúng là nhường bản đế lau mắt mà nhìn a. Hướng Vạn Đạo con người băng lãnh, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn xem Lục đạo sơ. Hướng Vạn Đạo, người cảm thấy, bằng ngươi cái này đại đế tàn niệm, có thể ngăn lại bản đế. Lục đạo sơ thâm thúy con người chán phóng lãnh quang. Nguyên lai chỉ là đại đế tàn niệm mà thôi. Lục Kinh Thiên khịt mũi coi thường, khẩn trương thần sắc tức khắc buông lỏng không ít. Mà Hướng Cảnh Vũ đám người lại là mặt xám như cho, Lục đạo sơ thế nhưng là đại đế đỉnh phong a, Hướng Vạn Đạo một đạo đại đế tàn niệm, liền nghĩ thắng được Lục đạo sơ, khả năng này sao? Hiển nhiên không có khả năng. Đại đế tàn niệm, cho dù là như thế nào cường hoành, đoán chừng cũng chỉ có thể phát huy ra đại đế hậu kỳ thực lực mà thôi, lại như thế nào là Lục đạo sơ đối thủ. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ ngươi, có lẽ không phải đối thủ, đáng tiếc, ngươi hiện tại cũng đã người bị đả thương nặng. Hướng Vạn Đạo không có quan tâm đám người ánh mắt, thần sắc vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, một bộ ăn chắc Lục đạo sơ bộ dáng. Lục đạo sơ mí mắt hơi nhúc nhích một chút, vừa mới cùng Lục Kinh Thần một trận chiến, hắn xác thực người bị trọng thương. Bất quá hắn ẩn tàng rất tốt, Hướng Vạn Đạo lại là như thế nào phát hiện đây? Nguyên lai người đã sớm xuất hiện ở đây, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, người muốn làm cái kia hoàng tước, vậy cũng phải hỏi qua ta có đáp ứng hay không? Lục đạo sơ hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên hắn người bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ tự tin có thể tùy tiện diệt sát Hướng Vạn Đạo tàn niệm. Người nghĩ nhiều, bản đế chỉ là không muốn Vạn La Đế vực xuất hiện cái thứ hai thanh âm mà thôi, mời đi. Hướng Vạn Đạo cười nhạt một tiếng, lập tức bỗng nhiên đạp không mà lên. Vực chủ, Hướng Cảnh Vũ đám người nhìn thấy một màn này, trong lòng có loại thổ huyết xúc động. Hướng Vạn Đạo tới nơi này, không phải tới cứu bọn họ sao? Làm sao hiện tại còn muốn cùng Hướng Vạn Đạo một trận chiến? Nếu như Hướng Vạn Đạo bại, bọn họ những người này chẳng phải là còn muốn chết. Đám người hồi tưởng vừa mới Hướng Vạn Đạo lời nói. Hướng Vạn Đạo không muốn Vạn La Đế vực xuất hiện cái thứ hai thanh âm, đám người tức khắc hiểu được. Ở trong mắt Hướng Vạn Đạo, bọn họ sinh tử, có thể xa xa không có Hướng gia địa vị trọng yếu. Vạn La Đế vực người, một tên cũng không để lại. Lục đạo sơ quát lạnh một tiếng, liền đạp không mà lên.
Hướng vạn đạo không muốn buông tha hắn Lục gia, Lục đạo sơ cũng đồng dạng không muốn buông tha Hướng gia, nếu như có thể diệt đi Hướng vạn đạo một sợi này thần niệm, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đối với hắn tạo thành một chút bị thương. Lục gia 26 tôn đại đế cường giả tự nhiên sẽ không phản kháng Lục đạo sơ mệnh lệnh, nói đến cùng, bọn họ hiện tại cũng đã không có bản thân ý thức, chỉ là một bộ công cụ sát nhân mà thôi. Hướng Cảnh Vũ đám người nhìn thấy 26 tôn đại đế đánh tới, sắc mặt trắng bệch vô cùng, toàn thân run lên. Nơi xa, Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng trầm xuống, nói, không chiến trước sợ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khi Hướng Cảnh Vũ đám người chết rồi, đến lúc đó không may có thể vẫn là bọn hắn, dù là hắn nắm giữ lấy Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần huynh đệ tính mệnh, cũng không bảo hiểm. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm tức khắc nhìn về phía Lục Kinh Thiên, quát lạnh nói, Lục Kinh Thiên, để bọn hắn dừng tay. Không có khả năng, Lục Kinh Thiên không cần nghĩ ngợi hồi đáp, trên mặt lộ ra khinh thường tiếu dung. Ở hắn nhìn đến, bản thân hai cái nhi tử chính là Tiêu Phàm bảo mệnh phù, hắn lại làm sao dám động thủ đây? Chờ diệt vạn la đế vực người, ta lại đến xử lý ngươi. Lục Kinh Thiên trong lòng nghĩ thầm. Ta để ngươi dừng tay, không nghe được sao? Tiêu Phàm thanh âm bỗng lớn mấy phần, sát ý lạnh như băng từ trên người hắn nở rộ mà ra. Có gan ngươi liền động thủ, ta cam đoan các ngươi những người này, một cái đều đi không được. Lục Kinh Thiên trong con ngươi hàn quang lấp lóe. Đây chính là ngươi bức ta. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra ngoan tuyệt, bỗng tay phải dùng sức, một trận nứt xương thanh âm vang lên. Ngươi dám, Lục Kinh Thiên gào thét một tiếng, đáng sợ khí thế hướng về Tiêu Phàm phô thiên cái địa bao phủ mà đi. Nhưng mà lúc này, ba thần nháy mắt ngăn ở đám người trước người, cỗ kia đại đế uy áp nháy mắt tiêu tán ở vô hình. Đại đế, Lục Kinh Thiên mí mắt một trận cuồng loạn, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, vừa mới hắn còn tưởng rằng, đối phương đều là một nhóm thần vương cảnh mà thôi. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Tiêu Phàm tự thân đột phá thần vương cảnh cũng liền bình thường, bên người dĩ nhiên đã có đại đế cảnh cường giả. Hắn Lục Kinh Thiên đi đến bây giờ cảnh giới, chỉ là bởi vì huyết ma luyện ngục nguyên nhân mà thôi, nhưng hắn Tiêu Phàm dựa vào cái gì? Trong thời gian ngắn như vậy, liền đại đế cảnh đều thần phục. Nếu như lại cho hắn mấy năm thời gian, hắn lại có thể đi đến như thế nào cảnh giới? Cho dù Lục gia nắm giữ huyết ma luyện ngục, đoán chừng cũng chưa chắc là đối thủ a. Nghĩ tới cái này, Lục Kinh Thiên trong lòng nhấc lên một cỗ mãnh liệt sát ý, vô luận như thế nào, đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết Tiêu Phàm, tuyệt đối không thể cho Tiêu Phàm trưởng thành cơ hội. Không có cái gì là ta không dám, Tiêu Phàm tà tà cười nói, đừng tưởng rằng ta ở dọa ngươi, vừa mới ngươi rất không nghe lời, đây chính là đại giới. Thoại âm rơi xuống. Tiêu Phàm nhẹ nhàng hất lên, Lục Vô Trần trực tiếp bay ra ngoài, sau đó ở hư không bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành một trận xương máu Tiêu Phàm ở hư không. Hỗn trướng, Lục Kinh Thiên hầm hầm giận dữ, cuồng bạo sát khí như là cuồng phong như mưa to, thiên địa đều rung rung. Hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên dám ngay ở bản thân mặt giết bản thân nhi tử. Ba thần cùng Hùng Lân cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm như thế quyết đoán. Hiện tại ngươi có thể nghe lời sao? Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung, chỉ là cái này tiếu dung nhường đám người trong lòng có chút phát lạnh. Lục Kinh Thiên nắm đấm nắm chặt, trán nổi gân xanh lên, hắn hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối, nhưng hắn lại sợ Tiêu Phàm đem Lục Vô Song cũng cho giết. Đều dừng tay cho ta! Lục Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Nơi xa, Lục gia 26 tôn đại đế cảnh cường giả toàn bộ đều ngừng thân hình. Vừa mới trong nháy mắt, vạn la đế vực đã có một tôn đại đế tử vong. Nhìn thấy người Lục gia dừng tay, Hướng Cảnh Vũ đám người tựa như lại thấy được hy vọng, một mặt thiện ý nhìn xem Tiêu Phàm. Nhưng mà, tiếp xuống Tiêu Phàm một câu, lại để bọn hắn phiền muộn thổ huyết. Chỉ thấy Tiêu Phàm hài lòng nhìn Lục Kinh Thiên một cái, nói ta người này không thích nhiều người khi dễ người ít, một đối một mới là nam nhân nên làm sự tình. Bọn họ còn có 6 người, các ngươi cũng tuyển ra 6 người chiến đấu a. Nói đến nơi này, Tiêu Phàm lại nhìn về phía Hướng Cảnh Vũ đám người, cười nói ca chỉ có thể giúp các ngươi đến đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 139.